chương 121, giải trừ hôn ước. Cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản mở cái bài post ra nhìn một chút, quả nhiên giống như cô phỏng đoán, Tống Tử Hàng tự mình ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trầm mộng kỳ át là được cứu rồi, nhưng Giang Yên Nhiên lại thành trò cười của tất cả mọi người, hiện tại toàn trường đều biết cô ấy thẩm mến nam nhân không được, còn cùng khuê mật của mình ra tay đánh nhau tranh đoạt tình nhân. Ha ha, vì người yêu, thật là dám nói a, à thậm chí ngay quyết định hôn ước cả hai nhà cũng dám chối bỏ không còn một mống. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên. Tới rồi, Diệp Oản Oản đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra. Đúng vậy, thấy rõ người mở cửa cho cô, Giang Yên Nhiên đột nhiên cấm khẩu. Vào đi. Nghe âm thanh quen thuộc của đối phương, Giang Yên Nhiên đầy mặt không cách nào tin cô, cô, cô là Diệp Oản Oản. Cô nhớ Diệp Oản Oản là một mình ở gian phòng này ký túc xá ngoại trừ cô ấy ra không có người khác. Nhưng người trước mắt này cái so với hoa khôi của trường Trình Tuyết còn muốn xinh đẹp hơn làm sao lại có thể sẽ là cái người xấu xí kia Diệp Oản Oản. Nghe nói Diệp Oản Oản trước khi không trang điểm vừa mập vừa xấu xí, sau đó gầy xuống cũng xấu hơn. Tất cả mọi người bao gồm cô ở bên trong đều cho là Diệp Oản Oản trang điểm như vậy là vì tự ti vì che phủ dung mạo xấu xí hay là tự giận mình. Thanh Hòa là trường học quý tộc tốt nhất Đế Đô, phong cách học tập nghiêm cẩn. Nhưng phong cách trường học coi như cởi mở, bắt chước nước ngoài đề cao cá tính hóa đa nguyên hóa, không hạn chế đồng phục học sinh cùng trang điểm, nhưng mọi người đều là dốc hết sức phối hợp để làm nổi bật mình cùng biểu dương ra thế bối cảnh của mình. Trường hợp giống như Diệp Oản Oản tự làm xấu mình vẫn là lần đầu tiên cô thấy được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Oản Oản dẫn Giang Yên Nhiên vào cửa, rót cho cô ấy một ly nước, tùy tiện ngồi đi. Đều đã là đồng minh rồi, Giang Yên Nhiên lại là con gái cô sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện lớn để buổi tối lại phải trang điểm một lần nữa. Cô thật sự là Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên vẫn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Cần tôi khôi phục bản thể một chút để chứng minh thân phận mình sao? Diệp Oản Oản cầm lên một bộ tóc giả màu xanh lá cây. Không không cần, Giang Yên Nhiên vội vàng khoát tay, nhưng là cô bình thường tại sao phải đem mình biến thành cái dáng vẻ kia? Diệp Oản Oản nhíu mày, tôi bình thường thế nào? Khó coi sao? ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Đối với khiếu thẩm mỹ của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên không còn lời nào để nói. Nghĩ muốn ăn mặc cái dạng gì đều là tự do của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên chẳng qua là khiếp sợ Diệp Oản Oản vốn là dung mạo đẹp mắt như vậy, nhưng cũng không có lập trường gì để nói thêm, không nhịn được nhìn thêm Diệp Oản Oản chừng mấy lần nữa sau đó mới mở miệng hỏi chính sự, cô thật có biện pháp sao? Diệp Oản Oản nâng cầm lên, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, nếu như cô tin tưởng lời của tôi, như vậy, cô bây giờ phải làm bước đầu tiên là để cho cha mẹ cô lập tức giải trừ hôn ước với Tống Gia. Hơn nữa, phải thật sớm. Cô nhớ kiếp trước Giang Gia chính là tại thời điểm này gần như móc rỗng của cải toàn lực ủng hộ Tống Gia, để cho Tống Gia thành công lấy được đại công trình của chính phủ, khiến cho Tống Gia cá chép vượt long môn, thoáng cái từ một cái công ty nhỏ tấn thăng lớn đủ để cùng Giang Gia sánh vai, sau đó công ty của Tống Gia kích thước càng là từng năm vượt qua Giang Gia giang yên nhiên nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt cái gì giải trừ hôn ước diệp oản oản nhíu mày không cần nói cho tôi biết là cho tới bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ý định còn nghĩ muốn gả cho hắn chứ làm sao có thể tôi hiện tại chỉ muốn hắn hối hận giang yên nhiên biểu tình có chút hỗn loạn nhưng là diệp oản oản sự việc này không có đơn giản như cô nghĩ đâu công ty hai nhà chúng ta có quá nhiều nghiệp vụ lui tới cùng hạng mục nếu đột nhiên tôi cùng cha mẹ tôi nói giải trừ hôn ước ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn chương 122, khoái đao trảm loạn ma. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, mở miệng nói thảo luận kỹ hơn. Tôi gần đây xem tin tức, nghe nói Tống Gia đang muốn cạnh tranh một đại công trình của chính phủ, nhà ngươi đầu tư 100 triệu đây, thoáng cái đầu tư nhiều tiền như vậy, sợ là mạo hiểm ảnh hưởng đến vòng quay vốn đem vốn lưu động công ty tất cả đều móc sống chứ. Ba mẹ cô là vì để cho cô ngày sau trải qua tốt hơn một chút, mới giúp tống ra như vậy, cô bây giờ đều đã thấy rõ bộ mặt thật người đàn ông kia, còn không khoái đao chảm loạn ma, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chỗ tốt được hết, sau đó sẽ nắm những thứ này từ trên người cô như gặm máu thịt đi đút nuôi trầm mộng kỳ. Tiếp trước, coi như trầm mộng kỳ sau lưng có nam nhân, tống tử hàng mượn cha vợ mẹ vợ trợ giúp không ngừng phát triển công ty lớn mạnh, lại bí mật khắp nơi cầm khoản tiền lớn vì trầm mộng kỳ lót đường, còn lấy tên đẹp để đầu tư nghề giải trí lần này nếu như chờ Tống ra lấy được cái đại công trình cực kỳ trọng yếu này rồi muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ cũng đã muộn. Giang yên nhiên nghe vậy gắt gao cắn môi, rốt cuộc không do dự nữa tôi. Tôi hiện tại liền gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, chẳng qua là ba mẹ tôi rất yêu thích Tống Tử Hàng, giải trừ hôn ước chuyện lớn như vậy, cho dù tôi đi nói, bọn họ cũng chỉ sẽ cho là chúng ta như tiểu hài tử cãi nhau, sẽ không coi là thật, huống chi hai nhà bây giờ còn có cái hợp tác lớn như vậy. Diệp Oản Oản đưa tay ra, điện thoại di động cho tôi, cú điện thoại này, tôi đến giúp cô gọi. Diệp Oản Oản hồi tưởng kiếp trước của mình tại trong TV thấy tin tức Giang Yên Nhiên tự sát, nhị lão Giang ra trực tiếp khóc mất ở linh đường, Giang mẹ không bao lâu cũng bởi vì thương tâm quá độ mà qua đời, có thể thấy nhị lão đối với Giang Yên Nhiên nữ nhi duy nhất này cho dù nghiêm nghị, cũng là thật tâm thương yêu. Mặc dù có thể phải hao tâm một chút, nhưng cô cảm thấy, nhị lão cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đứng bên con gái. Cô giúp tôi gọi sao? Giang Yên Nhiên trần trời nhìn đối phương. Thật ra thì cho tới bây giờ, Yên Nhiên cảm thấy mình gần như đã mất tất cả. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhưng cô còn chưa có hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản. Nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt của Oản Oản lại không tự chủ được muốn đi tin tưởng cô ấy. Cuối cùng, Giang Yên Nhiên vẫn đồng ý. Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động của Giang Yên Nhiên gọi đến số điện thoại của mẹ Giang Yên Nhiên. Này, Yên Nhiên a. À thế nào trễ như vậy gọi điện thoại cho mẹ, có phải hay không không đủ tiền dùng. Nghe được trong điện thoại âm thanh của mẹ, Giang Yên Nhiên nhất thời mũi đau xót. Sọng Diệp Oản Oản lập tức tràn đầy kinh hoàng, vô cùng lo lắng mở miệng nói, a di cháu không phải là Yên Nhiên, là bạn học của cô ấy, ngày mau tới đây tới trường học một chuyến đi. Yên Nhiên cô ấy ban nãy nhảy sông tự sát. Giang Yên Nhiên nghe được lời nói của Diệp Oản Oản nhất thời sừng sờ, Gấp đến độ chính mình muốn nói lại bị Diệp Oản oản lấy ánh mắt ngăn cản. Đầu bên kia điện thoại di động Giang mẹ âm điệu nói chuyện đều thay đổi, cháu nói cái gì? Cháu nói Yên Nhiên của chúng ta nhảy sông tự sát, cháu đang nói bậy bạ gì đó? Yên Nhiên đang êm đẹp làm sao lại tự sát? Cháu có phải là tên lường gạt hay không? A à, Di, cháu không phải tên lường gạt, cháu thật sự là bạn học của Yên Nhiên, bất quá ngài đừng lo lắng, cũng may phát hiện sớm, Yên Nhiên đã không đáng ngại cô ấy đang ở ký túc xá của cháu nghỉ ngơi, chẳng qua là trạng thái tinh thần rất không ổn định. Ngài nếu không tin, trực tiếp tới trường học một chuyến liền biết rồi, yên nhiên bây giờ đang ở trong nhà trọ của cháu. Diệp Oản Oản nói ra số túc xá của mình. Giang mụ mụ nghe ra một chút đối phương không có ý lường gạt vơ vét tài sản cái gì thì biết rõ rất có khả năng không phải là tên lường gạt, vì vậy gấp gáp vội mở miệng nói, hảo hảo hảo, gì lập tức tới ngay. Điện thoại cắt đứt sau, Giang Yên Nhiên chân mày nhíu chặt, oản oản, cậu như vậy. Không phải là tại. Cái gì, gạt người sao? Cô dám nói cô mới vừa mới rồi không phải chuẩn bị tự sát. Diệp Oản Oản một bộ dạng đương nhiên nói. Giang Yên Nhiên nhất thời không nói nên lời, nếu không phải Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện, cô lúc ấy sợ rằng sẽ nhảy xuống thật, vào lúc này nếu không may thì có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Cô cũng nói, can hệ trọng đại, giải trừ hôn ước không phải là trò đùa nếu không xuống tay ác độc thì ba mẹ cô sẽ không lập tức hành động. Cũng là phòng ngừa ba mẹ cô lỗ tai mềm mại, bị người của Tống ra tùy tiện nói lời xin lỗi vừa quay đầu lại thay đổi chủ ý. Diệp Oản Oản giải thích. Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút đạo lý này cũng đúng nhất thời gật đầu một cái. chương 123, triều Binh mãi mã. Nhìn tôi làm gì, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Giang Yên Nhiên ho nhẹ một tiếng nói, chính là cảm thấy cô biến hóa thật là lớn diệp oản oản cười một tiếng biến hóa cô từng hiểu được tôi sao sang yên nhiên suy nghĩ một chút trước đây chính mình tựa hồ chưa từng cùng người bạn cùng phòng này thâm giao qua sau đó càng là một mực hiểu lầm cô ấy cũng quả thật không biết chân chính cô ấy là hình dáng gì chuyện lúc trước xin lỗi hiểu lầm cô sang yên nhiên có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói tại sao tôi đối với cô như vậy cô còn phải giúp tôi tôi đã nói là hợp tác a tôi đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu cô hỗ trợ đối với thái độ trực tiếp thẳng thắng của diệp oản oản giang yên nhiên ngược lại thêm mấy phần hảo cảm lập tức nói cô cần tôi giúp cái gì chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ làm tạm thời còn không có bất quá lâu dài thì ngược lại có một cái diệp oản oản nhìn chằm chằm giang yên nhiên ánh mắt kia thật là giống như hồ ly thấy thịt giang yên nhiên bị diệp oản oản nhìn đến có chút không được tự nhiên lâu dài là cái gì Diệp Oản Oản ánh mắt trong sáng giòm cô, nếu cô sau này vào vòng giải trí, phiền toái ưu tiên để cho tôi làm người quản lý của cô. Đời này cô nếu muốn lật đổ Diệp Y Y, chính mình vào vòng giải trí là không thể nào, dù sao thì cũng có tư giả hàn cái bình giấm chua ở nơi đó. Trong công việc phía sau màn, người đại diện là thích hợp nhất. Tương thân với diễn viên, người đại diện đối với cô thì việc khuếch trương thế lực mạng lưới giao thiệp lớn cùng công ty của mình ngày sau sáng lập cũng đều càng có lợi. Hiện tại điều quan trọng nhất của cô chính là thi vào chuyên ngành truyền thông giao tiếp ở đế đô tăng cường tri thức chuyên nghiệp của mình. Mặc dù tạm thời còn không có biện pháp phất cờ giống chống chiêu binh mãi mã, nhưng nếu có thể thu được mấy cái tiềm ẩn nghệ sĩ cũng là chuyện tốt. Mà Giang Yên Nhiên chính là một tên mãnh tướng có sẵn. Không chỉ có cha mẹ đều là lão tiền bối trong đó, mạng lưới giao thiệp quan hệ cũng rất nhiều. Giang Yên Nhiên bản thân thiên phú điều kiện cũng tốt vô cùng, chỉ cần không đi đường nghiêng, Ngày sau phát triển tốt thì hoàn toàn là có thể đào tạo thành một nghệ sĩ toàn năng. Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì ảnh hưởng của ba mẹ, tôi quả thật dự định tương lai vào vòng giải trí, vốn lấy điều kiện ngoại hình của mình, vẫn là càng thích hợp làm công việc phía sau màn. Ngược lại cô, thật ra thì cô dung nhan thật, quá đẹp, thế nào không trực tiếp xuất đạo mà phải làm người đại diện. Diệp Oản Oản tỉ mỉ hướng Giang Yên Nhiên quan sát một phen chặt chặt chắt lưỡi nói, tôi nói nè thân ái, cô không khỏi cũng quá coi nhẹ mình. Tin tưởng tôi, giá trị của cô trong nháy mắt đều có thể giết trầm mộng kỳ 100 lần. Chẳng qua là cô không có cơ hội phát huy hoàn toàn ưu thế của mình rồi, bất quá đừng nóng, tôi sẽ giúp cô sửa đổi một chút. Giang yên nhiên đoán chừng là vì tận lực lấy lòng sở thích của Tống Tử Hàng, ngày ngày tóc đen dài thẳng mặc váy thục nữ. Trang phục như vậy ăn mặc cũng đẹp, sẽ cùng trầm mộng kỳ thành một dạng, trở thành nữ thần trong lòng đông đảo nam sinh, nhưng Giang Yên Nhiên rõ ràng liền không thích hợp phong cách như vậy, không chỉ có không mang lại chút mỹ cảm nào, ngược lại nhìn giống như một cổ bản nữ tu sĩ. Cô nhớ kiếp trước một lần nào đó tại lễ trao giải, Giang Yên Nhiên một thân váy dạ hội màu đỏ sậm gợi cảm lên đài nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất, trong nháy mắt đêm đó giết toàn bộ nữ nghệ sĩ, nhưng Giang Yên Nhiên cũng liền chỉ có một lần kia, sau đó cô trong tin tức giải trí lại cũng không thấy cô ấy mặc qua cái loại phong cách này. A, Giang Yên Nhiên nhớ lại Diệp Oản Oản trong ngày thường bộ dạng ma tính cùng thẩm mỹ kia, rõ ràng đối với cô lời này một chữ đều không thể tin. Diệp Oản Oản biết cô hiện tại không tin, ngược lại cũng không thèm để ý, từ trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô, cô đi đổi một thân quần áo ngủ của tôi, sau đó nằm dài trên giường đi, ba mẹ cô cũng sắp đến rồi. Cảm ơn, Giang Yên Nhiên gật đầu một cái. Chương 124, tố cáo Cha mẹ của Giang yên nhiên đi tới cực kỳ nhanh. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp oản oản điều chỉnh tâm trạng mình một chút, sau đó lập tức đi qua mở cửa. Yên nhiên đâu, yên nhiên của chúng ta đâu? Con gái của ta ở đâu? Giang ba cùng Giang mẹ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thúc thúc, A Di, các người cuối cùng cũng đến rồi. Yên nhiên nằm ở trên giường đấy, các người nhanh đi thăm cậu ấy một chút đi. Diệp oản oản vội mở miệng nói. Hai vợ chồng lập tức vào tới trước giường thấy con gái mình nằm trên giường nhất thời tâm đều hoàn toàn vỡ vụn sắc mặt giang yên nhiên vào lúc này vô cùng tiều tụy gò má tái nhợt không có một tiêu huyết sắc cặp mắt cũng đều là sưng đỏ giang ba cùng giang mẹ căn bản không hề có bất kỳ hoài nghi gì yên yên sao con lại ngu ngốc như vậy a à? suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra yên nhiên nhanh nói cho ba có phải hay không trong trường học có người khi dễ con giang yên nhiên kinh ngạc nhìn cha mẹ mình vội vã chạy tới sau khi thấy người thân của mình cái đè nén ủy khuất kia nhất thời cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong ngực của mẹ liền nghẹn ngào khóc giống lên, ba. Mẹ, con thật khó chịu, thật khó chịu. Giang mẹ thấy con gái mình khóc tim như bị đau cắt, ngoan nào. Bảo bối ngoan, con là muốn gấp chết ba mẹ sao? Con này rốt cuộc là muốn thế nào a? À? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, nước mắt cũng theo cộp cộp đi xuống, thúc thúc A-di, các người nhất định phải giúp yên nhiên xả giận a, yên nhiên ở trường học đều sắp bị khi dễ đến chết ga. Giang ba nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ, người nào lại dám khi dễ con gái của ta? Diệp Oản Oản trả lời, là Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Giang ba sắc mặt hơi biến, Tử Hàng, còn có Trầm Mộng Kỳ. Điều này sao có thể? Tử Hàng tuyệt đối không thể nào khi dễ yên nhiên, còn có Mộng Kỳ không phải là bằng hữu tốt nhất của yên nhiên sao? Diệp Oản Oản gấp vội vàng giải thích, căn bản liền không phải là như vậy, Tống Tử Hàng căn bản không thích Yên Nhiên, còn âm thầm cùng bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên là Trầm Mộng Kỳ ở cùng một chỗ. Trầm Mộng Kỳ cũng coi như là bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên, không chỉ không có nói cho Yên Nhiên chuyện này, còn biết rõ Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng có hôn ước nhưng lại len lén cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Giang Ba sắc mặt nghiêm túc nói, đây tuyệt đối không thể nào. Nhân phẩm của đứa bé Tử Hàng kia ta là hiểu rõ, hắn đối với Yên Nhiên của chúng ta cũng là một tấm chân tình. Giang mụ mụ cũng phụ hỏa theo, đúng vậy, trong ngày thường chúng ta tất cả đều là nhìn thấy trong mắt. Diệp oản oản trong lòng cười lạnh, tống tử hàng này thật đúng là biết làm mặt ngoài công phu, khó trách trước đây Giang yên nhiên lo lắng cha mẹ không tin. Diệp oản oản tiếp tục cáo trạng, thúc thúc, a di, các người tất cả đều bị lừa, tống tử hàng từ đầu tới cuối cũng chỉ là ở bên cạnh các ngươi giả trang làm bộ làm tịch mà thôi, chỉ cần hai nhà trưởng bối không có ở đây thời điểm đó, liền đối với yên nhiên lạnh như băng, còn nói với yên nhiên hắn đã có nữ hải yêu thích. Nhưng là yên nhiên quá ngốc, cũng quá thương hắn, căn bản cũng không quan tâm những thứ này, thậm chí chỉ cần thỉnh thoảng tống tử hàng cho một cái mặt tốt liền cao hứng vô cùng, đần độn cho là mình cũng sẽ có một ngày có thể làm hắn rung động. Yên nhiên cậu ấy là một cô gái, vì làm hắn vui lòng, mùa đông trời mới sáng liền dậy sớm đi ra ngoài đến tiệm ăn sáng hơn 10 dặm mua cho hắn cơm sáng hắn thích ăn nhất, trời mùa hè nóng như vậy, ngày ngày chạy đi sân bóng rổ vì hắn cố gắng cổ động cậu ấy một cái thiên kim đại tiểu thư, ở nhà một chút nước đều không dính, lại vì làm hắn vui lòng mà lại ở đội bóng rổ làm hậu cần, lặng lẽ mua nước mua quà vặt cho tất cả đội viên thậm chí giặt rửa những thứ quần áo bẩn tràn đầy mồ hôi kia. chương 125, giỏi một cái đùa giỡn. Bởi vì cô cùng Giang Yên Nhiên có một đoạn thời gian làm bạn cùng phòng, hơn nữa đoạn thời gian đó quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng còn không có làm giữ cho nên đối với sự tình của Giang Yên Nhiên vẫn biết một chút. Chỉ là nghe đến đó, giang ba đã giận tím mặt nói hồ đồ yên nhiên con là người con gái ba mẹ thương yêu nhất a à? con tại sao có thể vì một người nam nhân như vậy mà lãng phí chính mình tống ra nếu là không có ba đã sớm phá sản hắn nên đem con gái của ba trở thành công chúa mà cưng chiều kết quả tên khốn kia lại giày xéo con như vậy đem con trở thành thành bảo mẫu người giúp việc mà sai bảo giang mẹ cũng đầy mặt không cách nào tin đứa nhỏ ngốc con thế nào lại ngốc như vậy tại sao con cho tới bây giờ đều không nói cho ba mẹ biết? Yên nhiên dĩ nhiên là lo lắng nếu tố cáo với các ngươi, Tống Tử Hàng sẽ càng ghét cậu ấy hơn. Diệp Oản Oản thút thít, mặt đầy bực tức tiếp tục nói, nhưng là, yên nhiên bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu lại đổi lại là cái gì? Là hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ toàn bộ thứ yên nhiên bỏ ra, hưởng thụ tài trợ của thúc thúc A-di các ngươi, lại cùng bạn tốt yên nhiên câu kết với nhau. Bởi vì cháu quả thực nhìn không được nữa, liền phát cái bài post cảnh cáo hai cái tiện nhân kia, kết quả Tống Tử Hàng cho là bài post là yên nhiên đăng, chạy tới nói đủ loại lời khó nghe mắng cậu ấy, mắng cậu ấy ác độc, mắng cậu ấy tiện nhân, buộc cậu ấy đem bài post xóa đi. Bởi vì bài post không xóa, Tống Tử Hàng lại trực tiếp tại trên diễn đàn toàn trường đăng một cái tin thanh minh, nói hắn cùng yên nhiên không có bất cứ quan hệ nào, nói việc đính hôn vốn cũng không tồn tại, còn nói người mà hắn thích từ đầu tới cuối chỉ có trầm mộng kỳ mà thôi. Giang Ba sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, cháu nói những thứ này toàn bộ đều là thật. Chính xác trăm phần trăm, thúc thúc, a bài post vẫn còn ở nơi này, các người nhìn một chút, sẽ biết tất cả chuyện đã xảy ra. Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động mở ra cái bài post kia, đưa tới bên cạnh hai người. Trầm Mộng Kỳ không phải là thích nhất tố cáo sao, như vậy lần này cô liền gậy ông đập lưng ông, hai vợ chồng vội vàng bắt đầu đi xem cái bài post kia trong nhà trò an tĩnh chỉ có âm thanh đối thoại tranh chấp trong video nghe con gái mặt đầy tuyệt vọng từng chữ đẫm máu và nước mắt chất vấn giang ba giang mẹ lòng đau như cắt mà phía sau lời tống tử hàng thanh minh chính là hoàn toàn làm lửa giận của giang ba và giang mụ nổi lên giang ba giận đến mức thanh âm trên miệng đều đang phát run yên nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hôn ước chẳng qua chỉ là các trưởng bối đùa giỡn tốt được a à, giỏi một cái đùa giỡn tống khiếu uy người có được đứa con trai thật ngoan a à. Giang mẹ nhìn bạn trên mạng đối với nữ nhi mình diễu cợt trực tiếp tức đến khóc lên, trời ơi! Những người này tại sao có thể nói yên nhiên như vậy? Yên nhiên, mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con, mẹ lại không có sớm phát hiểm một chút, để cho con chịu nhiều ủy khuất như vậy. Yên nhiên thấy những lời này nên có bao nhiêu khổ sở. Khó trách con gái lại muốn tự sát. Những người này quả thực là thật quá đáng. Giang yên nhiên nhìn cha mẹ đau lòng không thôi vội vàng Trấn an nói mẹ lần này nhờ có oản oản đã cứu con bởi vì một chút hiểu lầm nên trước đó có một đoạn thời gian quan hệ của con với oản oản một mực không tốt lắm nhưng trải qua lần này tekona mới biết được ai mới là bằng hữu thật sự sang mụ mụ cảm kích không thôi kéo lại tay của diệp oản oản cô nương tốt thật là quá cảm ơn cháu a à, di chuyện này là phải làm mà sang ba thở dài một tiếng yên nhiên còn có thể thừa dịp cơ hội lần này thấy rõ nhiều chuyện như vậy cũng là chuyện tốt, chúng ta hết thảy đều có thể lần nữa bắt đầu lại, con bị ủy khuất, ba mẹ tuyệt đối sẽ giúp con đòi lại, nhưng con ngàn vạn lần chớ lại nghĩ quẫn trong lòng rồi làm chuyện điên rồi nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 126, Lòng lang dạ sói Ba ba của cậu nói đúng đó, yên nhiên, cậu nếu có chuyện gì bất chắc, ba mẹ cậu sống thế nào a à? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ba, mẹ, là con quá ích kỷ, con sẽ không bao giờ làm thế nữa. Giang yên nhiên ở trước mặt cha mẹ mình khóc lớn một hồi, đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra. Chờ ba người tính táo một chút sau, Diệp Oản Oản mở miệng nói hỏi, thúc thúc, a di, các người muốn chuẩn bị như thế nào để cho yên nhiên hả giận. Giang ba hừ lạnh rên lên một tiếng, dĩ nhiên là để tống ra cái đồ tiểu tử thúi lòng lang dạ sói kia được như nguyện, với nhà tống ra của hắn giải trừ hôn ước. Giang Yên Nhiên lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng mà hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, đủ các loại nghiệp vụ cùng hạng mục liên quan đến nhau. Giang Ba cho con gái một cái ánh mắt an tâm nói, Yên Nhiên, những thứ này không cần con bận tâm, mọi việc giao cho ba liền có thể làm được, cũng may chúng ta biết được sớm, nếu không chậm một ngày, 100 triệu phải đưa đến tống ra. Hiện tại ta coi như là cầm cho chó ăn cũng sẽ không để bọn họ có được tiện nghi. Nhìn phản ứng của Giang Ba, diệp oản oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm giang ba ngày quá tốt đi yên nhiên hiện tại cậu cuối cùng an tâm rồi cho dù vì thúc thúc a di cậu cũng nhất định phải tỉnh lại oản oản nói không sai con gái của ba tại sao có thể không có tiền đồ như vậy ba tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào xem thường con đâu giang mẹ nhìn con gái đang nằm trên giường mặt đầy sự không yên tâm làm sao bây giờ trường học này chúng ta cũng không thể ở lâu yên nhiên con có muốn cùng ba mẹ trở về ở nhà hai ngày hay không? Giang yên nhiên nghe vậy lắc đầu một cái, sắc mặt kiên định nói, ba mẹ, con không sao, con hiện tại đã nghĩ thông suốt, con không muốn làm trễ nãi việc học tập. Nghe được con gái nói như vậy, hẳn là đã suy nghĩ thật thông suốt rồi, hai vợ chồng mặt đầy vẻ vui mừng yên tâm. Hoàn hoàn, vậy thì yên nhiên liền làm phiền cháu hỗ trợ chiếu cố một chút, thật là không biết phải tạ ơn cháu như thế nào. Đúng a, à, Lần này may mà có cháu. Hai vợ chồng cảm tạ Diệp Oản Oản một lần lại một lần, cuối cùng lại không yên tâm nói chuyện với Giang Yên Nhiên thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Mặc dù không nỡ bỏ con gái lại nhưng bọn họ còn muốn lập tức trở về lấy lại công đạo cho con gái mình. Sau khi hai người rời đi, Giang Yên Nhiên đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Diệp Oản Oản." Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn sang, "Thế nào?" Giang Yên Nhiên hốc mắt ửng đỏ, "Cảm ơn." thật sự cảm ơn cậu. Nếu như không phải là Diệp Oản Oản, lấy ca tính của cô, 8 phần 10 sẽ không đem chuyện này nói cho cha mẹ mình biết, cho dù có nói, khi đó chỉ sợ cũng trễ rồi. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, chỉ nói miệng trên đầu môi một chút không thể được nha, nếu thật muốn cảm ơn tớ, vậy thì lấy thân báo đáp đi tương đương. Giang yên nhiên bị cô chọc cười, biết rồi, sau này nếu như tớ có vào vòng giải trí, khẳng định đi nhờ cậy cậu, chỉ là hôm nay tớ đã nhìn ra, kỹ thuật diễn của cậu có thể so với diễn viên, năng lực giao tiếp cũng là hạng nhất. Không sai, cậu thật là tinh mắt, Diệp Oản Oản tán đồng gật đầu liên tục, sau đó mở miệng nói, được rồi, chuyện ba mẹ cậu bên kia đã giải quyết xong, hiện tại cậu cái gì cũng đừng suy nghĩ nhiều đắp mặt nạ dưỡng ra rồi đi ngủ để lấy lại thẩm mỹ của mình đi, ngày mai cũng xin nghỉ học đi. Nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái lại, đợi ngày mai tan học chúng ta liền bắt đầu bước thứ hai. Bước thứ hai, Giang yên nhiên sắc mặt cứng đờ. Dẫn cậu đi thay đổi hình tượng A. Diệp Oản Oản gật đầu nói chuyện như đó là việc đương nhiên. Hai, cô nhớ ngày mai sau khi tan học, bên cạnh trường Thanh Hòa có trận đấu bóng rổ cùng với trung học đệ nhị cách phách, có rất nhiều người đến tham dự để tranh tài. Cơ hội tốt để tạo xì si căng đan đây rồi. Trường 127, bạn trai tôi thật lợi hại. Ây, nhất định phải làm sao? Giang yên nhiên giấy ruộng nói. Mặc dù cô đối với Diệp Oản Oản đã hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cái này cô lại thật sự cho là không ổn lắm. Diệp Oản Oản liếc cô một cái, cầm một cái gương đi qua, chẳng lẽ cậu muốn lấy bộ dạng như một người bị chồng ruồng bỏ xuất hiện ở trước mặt bạn học toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện cười của cậu sao? Tớ đương nhiên không muốn, nhưng là, cậu thật sự muốn dẫn tớ đi đâu? Diệp Oản Oản sờ cầm một cái nói, nếu như cậu không thích tạo hình tớ làm cậu thì cùng lắm là tớ cạo cho cùng cậu. Suy nghĩ qua một chút tớ còn chưa từng thử qua đầu chọc đâu. Nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản tựa hồ như còn rất mong đợi muốn thử một chút. Giang Yên Nhiên không phản đối nữa kéo ra khóe miệng nói, không cần vậy đâu, dù gì thì tớ cũng phải cảm ơn cậu mà. Diệp Oản Oản lắc bả vai của đối phương, lại bắt đầu một bộ dạng như thần côn nói, cậu đừng có làm bộ dạng như Tráng sĩ Lang Nha Sơn chuẩn bị hy sinh oanh liệt có được hay không. Nói cho cậu biết ánh mắt của tớ khá tốt đấy, nói cho cậu biết tớ nghĩ Cậu căn bản không thích hợp với phong cách tiểu thanh tân hoa sen tinh khiết, chính cậu nhìn ngực của cậu một chút đi, như vậy mà làm kiểu tiểu thanh tân được sao? Còn học trầm mộng kỳ đi làm tiểu thanh tân, có chút tự biết mình có được không? Giang yên nhiên trong nháy mắt bưng kín ngực, hai gò má đỏ bừng, diệp oản oản. Cậu, Lưu Manh, tớ đang nói sự thật được không? Diệp oản oản rất là thèm thuồng mà xem thêm mấy lần nữa, tin tưởng tớ, cậu rất thích hợp với vẻ đẹp nữ vương diêm rúa lẻ lẻ quyến rũ diếm quang tứ xạ ngang ngược. Đầu tiên cậu phải thay đổi mai tóc đen dài thẳng này, tóc cậu quá ít, làm loại kiểu tóc này giống như rong biển rán trên đầu, cậu biết có bao nhiêu khó nhìn sao. Tóm lại ngày mai nghe lời tớ cậu phải đến tiệm làm tóc. Giang yên nhiên suy nghĩ một chút, nếu bị làm cho xấu đến mức không thể cho người khác biết cùng lắm thì mang cái mũ được rồi, vì vậy mở miệng nói tóm lại cậu đừng để cho tớ tóc nhuộm xanh là được. Cái khác tùy cậu nghĩ thế nào thì làm đi. Cậu chắc chắn chứ? Tớ muốn cắt tóc ngắn cho cậu cũng nguyện ý." Diệp Oản Oản hỏi. Giang Yên Nhiên cười một tiếng, "Tớ ngay cả người khác cũng không cần, còn thương tiếc đầu tóc này vì hắn mà lưu lại sao?" Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, "Không tệ, không tệ. Trẻ nhỏ dễ dậy." Một đêm trôi qua. Tối hôm qua Giang Yên Nhiên không trở về ký túc xá, trực tiếp ở chỗ cô ngủ lại. Buổi sáng Diệp Oản Oản cũng không đánh thức cô dậy, gión rén rửa mặt xong liền đi học. Bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, Diệp Oản Oản một mực mệt mỏi dã rời, đến phòng học liền nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ bù. Ngược lại Tư Hạ bình thường ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi, hôm nay một bộ tinh thần sáng lạng lóng lánh trói mắt hơn nữa hôm nay lại tới so với cô còn sớm hơn nhiều. Thấy Diệp Oản Oản tới, đáy mắt thiếu niên nhất thời càng sáng ngời thêm vài phần, Đem một khối bánh ngọt nhỏ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đưa tới trước mặt cô, Oản Oản, ăn điểm tâm rồi sao? Cái này là bánh ngọt hạnh nhân ăn rất ngon, có muốn hay không nếm thử một chút? Nghe được bên cạnh truyền tới một thanh âm ôn nhu mà tất cả các thiếu nữ tha thiết ước mơ, Diệp Oản Oản lại chỉ cảm thấy như là một loại ma âm đoạt mệnh, tôi không thích ăn hạnh nhân. Nghe được Diệp Oản Oản nói không thích ăn hạnh nhân, sắc mặt Tư Hạ hơi hơi cứng lên một chút, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, vậy cậu thích ăn cái gì? Diệp Oản Oản cơ hồ muốn tan vỡ, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, nhiều lắm, nói không hết. Kính nhờ A đại ca, đừng nữa nói chuyện với cô A, người biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn cô chầm chầm không? Thấy Diệp Oản Oản tinh thần không dao động, tư hạ hơi nhíu mày, Oản Oản, cậu tối hôm qua ngủ không ngon sao? Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, xem ra phải thả đại chiêu. Vì vậy, Diệp Oản Oản cũng không ngừng đầu mà tiếp tục duy trì nằm ở tư thế ngủ đó, bật thốt lên mà trả lời một câu, ừ, ngủ không ngon, bởi vì bạn trai tôi thật lợi hại. Bên người, một mảnh gió lạnh tĩnh mịch, không còn âm thanh nữa. chương 128, hiệu quả rõ rệt. Cũng không để ý người mình ngồi cùng bàn có loại vẻ mặt nào, Diệp Oản Oản an tâm mà tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô mơ một giấc mơ. Tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh tiếng giống, trong tầm mắt chỗ là tất cả mọi nơi đều là máu tươi cùng ánh lửa. Cô đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn phải không ngừng mà chạy, không ngừng chạy. Cũng không biết sốt cuộc cô chạy bao lâu như con đường kia hoàn toàn không có điểm cuối. Suốt cuộc, phía trước đã không có đường chạy nữa, chỉ có một mảnh đoạn nhai, mà phía dưới đoạn nhai là sóng lớn đập vô bờ. Vô số bóng người màu đen, mang theo khí thức tử vong từng chút một hướng cô ép tới gần, sau đó, điên cuồng hướng cô nhào tới. Cô một thân một mình, loạn tròa loạn trọng mà đứng ở nơi trời đầy khí sơ sắc tiêu điều, từng đao từng đao xé cổ những người đó ra, máu đỏ tươi tung tóe cả vùng. Đinh linh linh, tiếng chuông giờ học vang lên. Diệp oản oản chợt thức tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đáng chết, tại sao lại làm cái ác mộng này? Bình thường nếu như cô quá mệt mỏi hoặc là áp lực quá lớn, liền có thể sẽ gặp giấc mơ tương tự loại này bị người khác đuổi giết. Mà bắt đầu từ 4 năm trước, đây là loại ác mộng cô thấy thường xuyên nhất cô thường xuyên nằm mơ thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ lại khốc liệt khác đại khái không phải do lần đó ở nước ngoài khủng bố tập kích tạo thành di chứng về sau chứ chẳng qua là cô một mực có chút kỳ quái trong mộng chính mình không khỏi cũng quá hung tàn chứ hơn nữa nhìn qua vô cùng xa lạ giống như người kia căn bản liền không phải là cô cho cô một loại cảm giác rất quỷ dị cô không có bị hù bởi những thứ người kia đuổi giết ngược lại mỗi lần thời điểm bị mình giết người làm người ta không rét mà run ánh mắt dọa cho tỉnh lại. Một bên, Tư Hạ thấy Diệp Oản Oản thật giống như gặp ác mộng, chân mày hơi hơi cao lại một chút, tựa hồ muốn mở miệng, một giây kế tiếp, trong đầu bất ngờ vang vọng một câu, bạn trai tôi thật lợi hại, trong nháy mắt kinh thiên động địa, giống như một loại thần chú cấm ngôn, khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đại chiêu, có hiệu quả rõ rệt, Diệp Oản Oản cả ngày đều vô cùng thanh tịnh, học xong liền trở về ký túc xá tìm Giang Yên Nhiên. Bởi vì hôm nay đội bóng rổ của trường học có tranh tài, rất nhiều người cũng muốn đi xem, cho nên lớp trưởng cho bọn họ thả lỏng nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không cần tập luyện. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản thấy phòng cô vốn trống trải rộng rãi giờ phút này đã bị chất tràn đầy. Đang thu xếp đồ đạc Giang Yên Nhiên thấy cô trở về, có chút thấp thỏm mở miệng nói, tớ đã nói với lão sư xin đổi ký túc xá, thừa dịp hôm nay xin nghỉ, liền đem đồ vật đều mang tới cậu nếu như để ý đến việc ở chung với tớ tớ sẽ đến xin lão sư an bài lần nữa diệp oản oản đương nhiên sẽ không để ý chỉ là có chút lo lắng vạn nhất tư giả hàn lại đột nhiên xuất hiện phải làm sao bây giờ vẫn không thể đem giang yên nhiên dọa cho chết ha nếu như vậy thì cô nên gọi điện thoại nói với tư giả hàn một tiếng đi để ý cái gì cậu không nói tớ cũng sẽ để cho cậu qua đây ở tình huống của yên nhiên như vậy nhất định là không có cách nào tiếp tục cùng Trầm Mộng Kỳ ở cùng nhau. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ hỏi, đúng rồi, trung học đệ nhị cầm tú cách phách trong đội bóng rổ có sở phong có phải hay không thích cậu? Làm sao cậu biết, Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Trước tại giỏ rác tớ thấy qua thư tình hắn viết cho cậu. Giang Yên Nhiên cũng không chối, hắn quả thật viết qua thư tỏ tình cho tớ, lúc ấy tớ một lòng đều đặt trên người tống tử hàng, liền không có tí phản ứng quan tâm nào đến hắn. Cậu thế nào đột nhiên lại hỏi cái này? Diệp Oản Oản sờ cầm một cái nói, gửi cái tin nhắn, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. À, nhưng tớ đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Oản Oản kéo lại tay cô, lời nói thành khẩn mà mở miệng, thân ái, không thử một chút làm sao biết. Phương thức tốt nhất để quên một đoạn cảm tình chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Quan trọng nhất là, tớ bảo đảm đến lúc đó tuyệt đối có thể đem tống tử hàng thức đến thổ huyết. chương 129, tại sao không đi dạo chơi một lần? Tớ đã nói với cậu rồi, cậu đã từng cho rằng là cậu không phải là hắn không thể, tưởng rằng hắn chính là tất cả thế giới của mình. Sự thật sẽ chứng minh, cậu chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới lớn như vậy, tại sao không đi dạo chơi một lần, thế nào lại phải treo cổ trên một cái thân cây như tống tử hàng? Sở phong ra thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại soái có thể quăng tống tử hàng qua hơn mười mấy con phố, so với tống tử hàng tuyệt đối đầy đủ hơn nhiều. Bất quá cô một mặt là vì muốn ngược tống tử hàng, mặt khác cũng là lo lắng cho Giang Yên Nhiên. Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, cho dù cô ấy không đi tự sát nữa, nhưng chuyện lần này khẳng định cũng sẽ đối với cô ấy tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng, lấy cái tính tình cố chấp của mình, sau này loại tình huống không bao giờ tin tưởng nam nhân thật ra vẫn rất có thể phát sinh. Nếu là Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong có thể thành đôi là tốt nhất, nếu không thể thành đôi thì rời đi một chút sự chú ý cũng là một chuyện tốt. Thật ra thì người theo đuổi Giang Yên Nhiên cũng không ít, cô duy nhất chỉ nhớ rõ Sở Phong là bởi vì kiếp trước khi Giang Yên Nhiên tự sát chết đi, Tống Tử Hàng lập tức chế tạo chụp một bộ ảnh lớn, chỉ định Trầm Mộng Kỳ là nữ nhân vật chính, ở hiện trường buổi họp báo bộ phim đó, Sở Phong đột nhiên xuất hiện nổi điên sông lên đài đem Tống Tử Hàng đánh một trận tơi bời, lúc ấy sự tình huyên náo thật lớn khắp nơi đều có thể thấy có người bát quái. Nghe nói sau đó Tống Tử Hàng đối với đưa hắn ra kiện tụng, vì Sở Phong ra thế quá cứng rắn, cuối cùng lấy giải hòa chấm dứt. Cô đến nay vẫn còn nhớ đến lúc ấy biểu tình nam nhân trong video giận dữ đau thương. Lúc đó cách lúc Giang Yên nhiên kết hôn đều đã đến mấy năm, nhưng đã nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn như cũng nhớ đến cô ấy. Cho nên cô mới cảm giác thấy người này không tệ, thật lòng có thể thử một lần. Nghe lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu cười khổ nói, "Tống Tử Hàng làm sao có thể tức giận?" Mặc dù nói như vậy, bất quá, cuối cùng Giang Yên Nhiên vẫn là dựa theo lời nói Diệp Oản Oản mà làm theo. Có lẽ Oản Oản nói không sai, cô nên nhảy ra khỏi thế giới chật hẹp kia. Nhìn tận mắt Giang Yên Nhiên gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản yên tâm, sau đó trên dưới quan sát cô một cái, lại nhăn mặt nói, "Không cần nói cho tớ biết cậu hôm nay sẽ mặc cái này đi sao?" Thế nào, đây là bộ quần áo đẹp mắt nhất của tớ đấy. Tớ ngày hôm nay cố ý lựa ra đó. Giang yên nhiên mở miệng. Diệp oản oản thở dài một hơi, thẩm mỹ có vấn đề là cô mới đúng chứ? Có thể hay không đối với mình có chút thanh tỉnh nhận biết. Trắng hiếu mềm hoạt, cùng vải rách một dạng, nơi nào đẹp mắt chứ? Đây là kiểu lưu hành gần đây a. À. Văn nghệ xâm nữ bệnh cùi đúng không? Diệp oản oản liếc mắt, từ trong dương quần áo của Giang Yên Nhiên tìm tìm một lúc, sau đó lựa ra một áo đầm in hoa nói, đổi cái này đi. Trang phục cổ hoa văn ghép lại, xinh đẹp nhưng cũng không khoa trương, rực rỡ trói mắt lại không mất thanh xuân hoạt bát, rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của cô. Đổi người khác xuyên có thể sẽ rất thôn rất quê mùa, nhưng nếu như là Giang Yên Nhiên, tuyệt đối hâu được. Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn bộ quần áo kia một cái, cậu thật là biết chọn, đây là bộ quần áo đắt tiền nhất của tớ. Sinh nhật tớ, mẹ của tớ đưa cho tớ đó, là bản limit tuyệt mới nhất ra của nhà C nhưng là cảm thấy được màu sắc quá hoa tiếu quá diễm lệ, cho nên một lần cũng không mặc qua. Đi thử một chút đi thử một chút, tớ muốn nhìn, Diệp oản oản cặp mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm cô, mặt đầy mong đợi. Giang yên nhiên bất đắc dĩ bật cười, được rồi. Lúc đó mẹ khuyên cô yên nhiên, như thế nào, cô cũng không muốn thử, cô không muốn thử bất kỳ món đồ mà Tống Tử Hàng không thích, nhưng là đối với Diệp Oản Oản, biết rất rõ ràng cô phương diện này không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đối với cô oản oản có loại tín nhiệm vô hình. chương 130, đi tìm vùng. Đã tốt chưa, có cần giúp một tay không? Giang yên nhiên đều đã đi vào rồi trong hơn 10 phút còn chưa có đi ra, Diệp oản oản không nhịn được thúc giục hỏi. Trong phòng rửa tay truyền tới âm thanh lúng túng của Giang yên nhiên, oản oản, tớ muốn đi đổi lại bộ khác bộ này làm tớ thấy là lạ sao á. Diệp oản oản quả thực không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa ra liền tiến vào. Thấy thay quần áo xong Giang Yên Nhiên, Diệp Oản oản nhất thời sướng sốt. Mặc dù biết Giang Yên Nhiên khẳng định mặc sẽ thích hợp, nhưng vẫn bị cái vẻ tươi đẹp này muốn nhìn đến thật lâu nói, tớ đi a. À. Biết dáng người cậu rất được, không nghĩ tới tốt như vậy. Bình thường Giang Yên Nhiên rất thích mặc cái loại quần áo rộng rãi thoải mái mang hơi hướng văn nghệ, cho nên căn bản là không nhìn ra vóc người, mà cái bộ quần áo cắt xén này lại đem tất cả ưu điểm của Giang Yên Nhiên nổi bật lên. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây là bộ đồ Giang mẹ đưa cho con gái mình nhân dịp lễ trưởng thành 18 tuổi, nhất thời cảm thấy đúng là thật thích hợp. Nhìn Giang Yên Nhiên trong kiếng, Diệp Oản Oản có loại cảm giác của thiếu nữ phá kén thành bướm. Cậu lại trêu ghẹo tớ rồi, Giang Yên Nhiên giận đến dậm chân. Nhìn Giang Yên Nhiên cái bộ dáng xấu hổ này, Diệp Oản Oản bật cười, tớ nói là lời nói thật có được hay không? Mặc dù bây giờ Giang Yên Nhiên tuổi tác còn nhỏ, Tính tình ngang ngược nữ vương khí chẳng còn chưa có được ngay, nhưng như bây giờ giống như nụ hoa chớm nở, đồng thời mang theo ý vị của người đàn bà kiều mị cùng thiếu nữ thanh sáp, càng là động lòng người. Yên tâm đi, tin tưởng tớ, không có chút nào kỳ quái, chẳng qua là chính cậu không có thói quen này mà thôi. Phải nói kỳ quái cũng là kiểu tóc cùng phong cách khí chất của cậu quả thực không xứng, hiện tại thu thập đồ vật, tớ cùng cậu đến tiệm làm tóc. Cậu chắc chắn chứ? 120 ngàn phút chắc chắn muốn tớ ở hiện trường đối với cậu biểu lộ 10.000 chữ sao. Được rồi, đi thôi đi thôi. Nhanh chóng thu thập một chút, Diệp Oản Oản không kịp chờ đợi đem Giang Yên Nhiên kéo ra khỏi cánh cửa. Bởi vì vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở sân bóng rổ của trường học chuẩn bị xem so tài, cho nên những địa phương khác cơ hồ cũng không có người. Đến tiệm làm tóc, Diệp Oản Oản để cho thợ hớt tóc nghiêm khắc sửa theo yêu cầu của mình giúp Giang Yên Nhiên làm một kiểu tóc. Thở hớt tóc vốn đang thật không nhịn được Diệp Oản Oản ra vẻ hiểu biết cô tay múa chân, chờ sau cùng khi thấy kết quả, nhất thời không nói nên lời. Trong kiếng nữ hài thay đổi mái tóc đen dài thẳng, một con dài tới xương quay xanh mật ong màu trà rối bù hơi cuộn, để cho cả người cô đều trở nên tươi đẹp thời thường. Vốn là hắn còn cảm thấy xương quay xanh cái này chiều dài làm người ta lúng ta lúng túng, cũng không hiểu Diệp Oản Oản trong miệng nói, ngủ không tỉnh quyền, là ý gì, không nghĩ tới lấy ra hiệu quả tốt như vậy. Chẳng qua là đổi một kiểu tóc, lại để cho cô bé trước mắt giống như biến thành một người khác, để cho người khác hoàn toàn không rời mắt nổi. Tiểu cô nương, cô có thể a, à, ở đâu thấy cái này kiểu tóc, quả thật đẹp mắt, thợ hớt tóc không tiếc lời nói khen ngợi, bất quá để cho hắn không nghĩ ra là, nhìn cô bé này thẩm mỹ còn rất khá, thế nào đem chính mình cho phối thành như vậy. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên nhìn chính mình trong kiếng, thật lâu cũng đều chưa tỉnh hồn lại cô đối với chính mình vẫn rất không có tự tin biết việc của tống tử hàng cùng trầm mộng kỳ xong càng là cơ hồ lâm vào đầm lầy tự ti cuối cùng cho là diệp oản oản là đang an ủi mình cô cho tới bây giờ không biết mình nguyên lai like cũng có thể có phương diện như thế như thế nào có phải hay không bị chính mình đẹp đến mức dọa sợ diệp oản oản cười rất đẹp mắt giang yên nhiên thành thực gật đầu dù sao cũng là con gái thấy chính mình biến hóa được người khác coi trọng tâm tình đều biến hóa khá hơn Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 131, có phải ngốc hay không? Hôm nay trận đấu bóng rổ này là cuộc tranh tài cuối cùng của lớp 12, coi như là cuộc so tài cáo biệt, cho nên đặc biệt được chú ý. Diệp Oản Oản đứng ở cửa xa xa nhìn một cái, chỉ thấy trên trường đấu hai đội đội viên đang làm nóng người, không thấy Sở Phong, chắc hắn còn chưa tới. Về phần Tống Tử Hàng, thân ảnh cao lớn rất nổi bật mà đứng ở vị trí xếp hàng thứ hai bên khán đài. Nơi đó có Trầm Mộng Kỳ, Phương Cầm cùng mấy cái nữ sinh lớp A khác đang ngồi. Ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn Tống Tử Hàng tất cả đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Mà trong mắt của Tống Tử Hàng cũng chỉ có Trầm Mộng Kỳ. Tống Tử Hàng ánh mắt chuyên chú đưa đến cô bé trước mắt, có chút kích động mở miệng nói, "Cảm ơn các người tới cổ vũ chúng ta." Ha ha, Tống đội trưởng nhưng thật ra là nghĩ muốn cảm ơn Mộng Kỳ đến xem hắn đi thi đấu đi chúng ta toàn bộ mấy người cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Có mộng kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định là tống đội trưởng làm chủ sân nhà. Mang theo thanh hòa đánh bại cẩm tú không chừa manh giáp. Đó là nhất định, sức mạnh của ái tình mà. Trầm mộng kỳ hôm nay một thân mặc quần dài màu xanh nhạt, rất là thanh tân yêu nhã, sắc mặt hàm xuân mà giận ồn ào lên nhắc mọi người một cái các cậu đừng làm rộn. Mình đến cổ vũ cho đội bóng rổ trường chúng ta cũng là điều nên làm mà. Diệp Oản Oản đứng ở cách đó không xa, nhìn đến chặt chặt chắt lưỡi. Giang yên nhiên vì toàn bộ đội bóng rổ rót nước mua cơm giặt quần áo, một câu tốt đều không tới, Trầm mộng kỳ bất quá ngồi ở chỗ này xem trận tranh tài, lại đem hắn cảm động đến cùng tự đắc. Không có sao chứ, Diệp Oản Oản có chút không yên lòng mà hướng Giang yên nhiên nhìn một cái. Giang yên nhiên hít sâu một hơi, từ phía trước đà tình mà tiếu thu hồi ánh mắt trên người hai người bọn họ, không việc gì, đi thôi. Từ khi tại diễn đàn công khai câu trả lời kia, Tống Tử Hàng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ theo đuổi Trầm Mộng Kỳ. Hai người một trước một sau hướng hàng trước chỗ trống đi tới. Trong sân bóng của trường học mọi người thấy Diệp Oản Oản tất cả đều là một trận xì xào bàn tán, bất quá Diệp Oản Oản danh tiếng vốn là lớn, tất cả mọi người thấy cũng không có lấy gì làm lạ, rất nhanh sự chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người nữ sinh sau lưng Diệp Oản Oản. Thấy Giang Yên Nhiên trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, nhất là các nam sinh. Uây, mau nhìn mau nhìn, mỹ nữ, mỹ nữ này lớp nào a? À? tại sao dường như chưa thấy qua? ai, đây không phải là Giang Yên Nhiên lớp a sao ta đi a? À? chính là đổi một kiểu tóc để nguyên quần áo trang phục mà thôi. chửi thề một tiếng, ngu mắt chó của ta, không nghĩ tới Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy, vóc người cũng cực kỳ tốt đấy trong sân cầu của trường động tính rất nhanh đưa tới sự chú ý của đám người đang ngồi hàng trước trầm mộng kỳ cùng Tống Tử Hàng, bọn họ cũng quay đầu theo nhìn về hướng sau lưng. Tống Tử Hàng chỉ mơ hồ nghe được có người gọi tên, Giang Yên Nhiên, trong tiềm thức liền sinh ra một cổ không ưa. Chẳng lẽ cô gái kia lại chưa từ bỏ ý định theo tới đây muốn dây dưa sao? Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, kết quả, một giây kế tiếp, trên mặt biểu tình nhất thời ngẩn ngơ, chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc trang phục áo đầm cổ in hoa màu sắc minh diễm, tóc tinh xảo được cắt xén buộc vòng quanh làm lộ đường cong thiếu nữ hoàn mỹ động lòng người, tóc quăn màu trà sóng vai để cho cô nhìn qua tươi đẹp lại động lòng người, không chút nào giống bộ dáng trầm muộn trong ngày thường. Cái vẻ đẹp đẽ này đủ để cho tất cả đàn ông siêu lòng, người con gái đó lại là Giang Yên Nhiên. Tống Tử Hàng cơ hồ không thể tin được mắt kiếng của mình. Giờ phút này tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng lớn hơn, nhất là khi nhìn đến Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Alo, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Giang Yên Nhiên so với Trầm Mộng Kỳ xinh đẹp hơn sao? Tướng mạo của Trầm Mộng Kỳ cộng thêm trang điểm ra mặt thích hợp ăn mặc quả thật coi như có khí chất mỹ nữ, nhưng cùng Giang Yên Nhiên xinh đẹp động lòng người so sánh thì trong nháy mắt liền lộ ra vẻ nhạt nhẽo. Đẹp đẽ quá nhiều được không? Bình thường thật là không nhìn ra. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Giang Yên Nhiên ra thế cũng tốt hơn Trầm Mộng Kỳ nhiều, phụ thân là đạo diễn nổi tiếng, mẫu thân là biên kịch chứ danh, mà cha của Trầm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là cho Diệp Oản Oản ba cô ta làm tài xế lái xe, các ngươi nói Tống Tử Hàng có phải hay không ngốc à. Để một người có ra thế đối với hắn một lòng lại thích Bạch Phú Mỹ không muốn, mà muốn tìm một cái người đạo mạo. Những lời này dĩ nhiên rõ ràng truyền đến trong tai huyền Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét. Chương 132, đen đúng là ngươi. Converter, vô vô. Những lời này dĩ nhiên là truyền đến rõ ràng trong tai Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét. Cô ta làm sao có thể tiếp nhận được việc mình luôn luôn bị làm hình nền của Giang Yên Nhiên còn Yên Nhiên sao giờ lại trở thành tiêu điểm được mọi người nhìn chăm chú, còn được đem ra để so sánh diễu cợt cô ta chứ? Giang Yên Nhiên lúc bình thường đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí giúp cô ta không ít việc, nhưng cô ta ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của đối phương như bố thí cho cô ta cái gì đó, điều đó thật sự rất giống cảm giác cô ta chán ghét Diệp Oản Oản ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vì ba ba của cô ta là tài xế của Diệp gia, cô ta cũng giống như người hầu trong gia đình phải phục vụ đại tiểu thư, lấy lòng Oản Oản, xem Oản Oản như tổ tông dụ dỗ, thậm chí bị buộc phải giống như Oản Oản Lưu Ban. Người chung quanh nói những lời đó hoàn toàn là điều mà cô ta để ý nhất, mới vừa rồi đáy mắt của Tống Tử Hàng mang vẻ kinh diễm càng là làm sắc mặt cô ta một mảnh âm trầm. Đáng chết, tại sao cùng cô ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, mới vừa bị Tống Tử Hàng quăng, làm sao có thể còn có tâm tư ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như thế mà xuất hiện được. Một thân này cũng hoàn toàn không phải là phong cách trong ngày thường mà Yên Nhiên yêu thích cô ta hiểu quá rõ sở trường tính tình của Giang Yên Nhiên cho nên cô Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không ăn mặc duê dao như vậy. Trầm Mộng Kỳ không nghĩ ra Giang Yên Nhiên tại sao đột nhiên lại đổi tính, chẳng lẽ là bởi vì bị kích thích. Cô ta rất nhanh thu hồi suy nghĩ, mặt đầy lo âu nhìn về phía Giang Yên Nhiên, Yên Nhiên, hai ngày này cậu đã đi đâu vậy, bọn tớ đi tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại cho cậu cũng không có người tiếp. Hôm nay trở về ký túc xá phát hiện đồ đạc của cậu cũng không thấy, chúng tớ đều lo lắng gần chết, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trầm mộng kỳ một bộ biểu tình nước mắt như mưa, nếu như không biết rõ tình huống, sợ là còn có người tưởng rằng người bị quăng lời đồn đãi đả đã kích đến thương tích đầy mình người là cô ta. Giang yên nhiên mắt lạnh nhìn trầm mộng kỳ ở đó làm bộ làm tịch, thật là cảm ơn người quan tâm ta như vậy. Diệp oản hoàn một bên dựa lưng ở trên ghế ngồi hàng trước, nháy nháy mắt, một bộ ngây thơ trong sáng hỏi, ai? Mộng kỳ, cậu rất lo lắng cho yên nhiên sao? trầm mộng kỳ có chút hoài nghi tại sao diệp oản oản cùng giang yên nhiên xuất hiện đồng thời nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau thôi nghe vậy lập tức vội vàng mở miệng nói tớ làm sao có thể không lo lắng yên nhiên cũng là bằng hữu tốt nhất của tớ a à. diệp oản oản lộ ra thần sắc hoài nghi nhỏ giọng thì thầm nha lo lắng như vậy còn có tâm tình đến xem thi đấu bóng rổ a à. diệp oản oản nhìn như đang lầm bầm lầu bầu nhưng thanh âm kia đủ để cho những người chung quanh tất cả đều nghe rõ ràng. Trầm Mộng Kỳ nhất thời mặt liền biến sắc, âm thầm Trừng Diệp Oản oản một cái ngay sau đó giải thích, "Oản oản, không phải như vậy là bởi vì trận thi đấu hôm nay rất quan trọng, tớ chỉ là." Diệp Oản oản không đợi cô ta nói xong cắt đứt lời cô ta, một bộ biểu tình đã hiểu gật đầu một cái, "Đúng vậy a, à, tớ cũng cảm thấy trận thi đấu quan trọng hơn. Trận đấu này tớ chờ đợi đã rất lâu rồi, nếu không đến xem thật sự là quá đáng tiếc." câu này của diệp oản oản nhìn như lời nói vô tâm lại rõ ràng như đang ám chỉ cho mọi người biết đối với trầm mộng kỳ mà nói một cuộc tranh tài so với mạng người bạn tốt nhất của mình còn trọng yếu hơn nghe diệp oản oản nói cái lời không có chút suy nghĩ đó chung quanh nhất thời liên tiếp vang lên tiếng cười nhạo xì lúc trước vẫn không cảm giác được hiện tại ta đột nhiên phát hiện trầm mộng kỳ thật giả a đúng vậy diễn chị em tình thâm gì chứ một bộ dạng lo lắng muốn chết kết quả lại ở chỗ này cùng Tống Tử Hàng liếc mắt đưa tình. Ta xem cô ta là chỉ mong Giang Yên Nhiên chết đi để cô ta có thể ở bên Tống Tử Hàng này đi. Nghe nói Tống Gia muốn cùng chính phủ hợp tác một công trình lớn, tài sản trong nháy mắt tang lên mười mấy lần đấy. chương 133, tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ. Con vất tơ, vô vô. Trầm mộng kỳ gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, trong lòng đã mắng diệp oản oản, ngu xuẩn, vô số lần, trên mặt lộ ra biểu tình ủy khuất, cặp mắt đỏ bừng giải thích, không phải như vậy, tớ là suy nghĩ cho yên nhiên cậu ấy thật sự rất yêu thích tống đội trưởng, mà trận thi đấu hôm nay lại trọng yếu như vậy, yên nhiên sẽ có thể tới sân bóng rổ, cho nên mới tới để thử vận khí một chút. Diệp Oản Oản nghe mà than thở, đối với công lực đổi trắng thay đen tự bào chữa của Trầm Mộng Kỳ cũng là phục sát đất. Giang yên nhiên thua cũng không oan uổng tí nào. Thấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy ủy khuất khó chịu, Tống Tử Hàng đứng một bên trong nháy mắt ý muốn bảo hộ tăng lên, vừa nghĩ tới tống ra lúc này sắp không giống như ngày xưa sức lực nhất thời cũng đủ rồi lúc này tức giận nhìn về phía giang yên nhiên nói giang yên nhiên cô náo đủ chưa rõ ràng là chính cô tự do phóng khoáng để cho người bên cạnh vì cô lo lắng bây giờ còn tới gây chuyện với mộng kỳ cô cho rằng là trong thế giới của cô tâm trí của tất cả mọi người đều phải vòng quanh cô thiên kim đại tiểu thư hay sao a à, quay quanh cô nhiều năm như vậy rốt cuộc là ai quay quanh ai đây Giang Yên Nhiên nhìn Tống Tử Hàng bộ dạng chính nghĩa bảo vệ mặt mũi của Trầm Mộng Kỳ, trong lòng tràn đầy bi thương. Cô nhất định là điên rồi nên hồi trước mới có thể quan tâm hắn, dù sao cũng có cảm tình nhiều năm như vậy, cô cho là người đàn ông này ít nhiều vẫn là để ý đến cô. Thấy Giang Yên Nhiên gắt gao cắn môi, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía Tống Tử Hàng, mở miệng yếu ớt nói, Tống đội trưởng, anh làm gì phải mắng Yên Nhiên à? Cậu ấy mới vừa mới rồi không phải đang cảm tạ Mộng Kỳ quan tâm cô ấy sao? Cho dù anh yêu thích Mộng Kỳ, cũng không thể trách oan Yên Nhiên chứ. Cho dù em là bạn tốt của Mộng Kỳ, nhưng ngay cả em đều không nhìn nổi. Lời này của Diệp Oản Oản thành công mang theo một làn không khí mới, mọi người ban nãy tận mắt thấy Giang Yên Nhiên từ đầu tới cuối chỉ nói có một câu, toàn bộ câu chuyện đều là trầm Mộng Kỳ tự mình diễn nhảy nhót tưng bừng giả bộ đáng thương mà Tống Tử Hàng lại còn không muốn nghe giải thích liền vì cô ta mà mắng Giang Yên Nhiên. Vốn còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên chính mình vô dụng bị nam nhân lừa gạt. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết tại sao, có vài người giả bộ cũng tốt quá đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Oản Oản nói xong còn cố ý nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ hỏi, Mộng Kỳ cậu nói xem tớ nói có đúng không? Tống đội trưởng nới lời này thật không có đạo lý. Vào giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đã sắp bị Diệp Oản Oản làm cho tức đến thổ huyết, cái đầu ngu xuẩn đáng chết này, không biết nói chuyện thì im miệng cho cô ta đi, hôm nay câu trước câu sau gây chuyện với cô ta, cô ta hoàn toàn không có biện pháp cùng đứa ngu này nói phải trái. Vì muốn giữ hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống, tống đội trưởng, anh đừng nạt yên nhiên nữa, hết thảy đều là lỗi của em. Tống Tử Hàng bản thân còn muốn lên tiếng, nhưng trận thi đấu đã bắt đầu huấn luyện viên ở phía dưới lại thúc giục. Mộng Kỳ, anh đi trước đây. Đi đi, các anh cố lên. Trầm Mộng Kỳ xấu hổ mang nỗi sợ hãi nói một câu. Vốn là cô ta đối với Tống Tử Hàng thật ra thì cũng bình thường thôi, phần lớn bởi vì hắn là người Giang Yên Nhiên yêu thích, nhưng căn cứ tin tức lấy được gần đây, Tống ra đúng là một đối tượng không tệ để kết hôn. Nhất định sẽ, anh sẽ đem cúc chiến thắng coi như đưa lễ vật cho em. Tống Tử Hàng nói xong, hăm hở trở lại trên sân thi đấu, chung quanh toàn bộ mọi người đang xem cuộc vui cũng đều trở lại chỗ ngồi, đem sự chú ý của mình vào sân thi đấu. Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên ngồi xuống chỗ trống đối diện một hàng với Trầm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên mỏi mệt ngồi ở trên ghế, mặt đầy tự diễu lẩm bẩm Oản Oản, cảm ơn cậu, tớ đột nhiên phát hiện mình thật vô dụng. Diệp Oản Oản cười khẽ, bảo bối, hôm nay cậu biểu hiện đã rất khá, cậu không nhìn chính là cách miệt thì tốt nhất đối với bọn họ. Ban nãy nếu như mang theo bộ dạng như một oán phụ tại chỗ cùng hắn tranh luận mới là chuyện mất mặt. Chuyện bôi đen người khác liền giao cho tớ đi, nếu tớ dám để cho cậu tới đây tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ đâu. chương 134, tiểu tử định lực quá kém A. À. Nghe Diệp oản oản như một phó tướng muốn bảo vệ lãnh địa của mình, Giang Yên Nhiên trong lòng một trận ấm áp, cười nói, tớ cũng là lần đầu tiên phát hiện cậu lại xấu bụng như vậy. Trầm mộng kỳ bị hãm hại cũng không biết, lại còn coi Diệp Oản Oản là kẻ ngốc. Đa tạ khen ngợi tương đương ai, mau nhìn, sở phong kìa, Diệp Oản Oản tinh mắt mà thấy một nam sinh anh Tuấn như ánh mặt trời từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Chỉ thấy nam sinh trên người mặc đồng phục bóng rổ trắng xanh đan sen, tóc ngắn quyển màu nâu sậm, trên trán cột một cái duy băng lộ ra cơ bắp đẹp đẽ lại không khoa trương, Tướng mạo xuất sắc xuất hiện trong một đám nam sinh nhìn dị thường nổi bật. A, à, à, Sở Phong, là học trưởng Sở Phong. Học trưởng Sở Phong thật là đẹp trai. Tiểu học muội mấy lớp dưới đã không nhẫn nại được kinh hô thành tiếng, thậm chí có không ít nữ sinh Thanh Hòa cũng đang giết gào. Tại Cẩm Tú trong đội bóng rổ, Sở Phong bàn về chơi bóng kỹ thuật cũng không nổi danh lắm, hắn chơi bóng rổ hoàn toàn chính là chơi đùa mà thôi nhưng ai bảo người ta có nhan sắc đẹp nhất ở đây. Bất quá, so sánh thường ngày càng nhóm, trạng thái hôm nay của sở phong lại rõ ràng hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy nam sinh ánh mắt sắc bén, mặt đầy nghiêm túc đi lại trong đội hình, khác với bình thường biểu tình nghiêm túc càng trọc cho các tiểu cô nương gào khóc. Diệp Oản Oản đang muốn khen một câu, kết quả, thoáng qua liền thấy nam sinh đi rất ổn định, đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ. Ây, Diệp Oản Oản có thể xác định, sở phong suýt ngã xuống trong nháy mắt là nhìn hướng về phía cô và giang yên nhiên tiểu tử định lực quá kém a à. diệp oản oản nâng chán chỉ mới liếc mắt nhìn thiếu chút nữa té ngươi chờ lát nữa xem có thể đi thi đấu như thế nào xung quanh vang lên một trận cười ầm cùng tiếng hô sở phong học trưởng cố lên soái ca thiếu chút nữa té cũng thật là khả ái giang yên nhiên nhìn thấy trên sân thi đấu nam sinh đang lúng túng gãi đầu vẻ mặt có chút sợ sệt mặc dù đã quyết định thử một chút nhưng kỳ thật lấy trạng thái bây giờ của cô, thật không có cách nào nhanh như vậy liền đối với một người khác cho đi một phần cảm tình, chẳng qua là, nhìn thấy nam sinh lúng túng biểu tình Quẫn Bách, cô tựa hồ cũng không có bài xích như trong tưởng tượng. Giang Yên Nhiên đang hướng phương hướng của Sở Phong nhìn qua, không khỏi có cảm giác có một đạo tầm mắt nóng bỏng rơi tại trên người của mình, xoay chuyển ánh mắt, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Tống Tử Hàng. Tống Tử Hàng lại đang nhìn chính mình. Ảo giác đi hắn mới vừa mới nhìn hẳn là trầm mộng kỳ. Diệp Oản Oản phát hiện Giang Yên Nhiên đang nhìn Tống Tử Hàng, lập tức nhắc nhở, nhìn nơi nào đấy bảo bối, từ bây giờ, từng giờ từng khắc, tầm mắt của cậu chỉ có thể rơi vào trên người của sở phong, một mắt cũng không cho phép nhìn Tống Tử Hàng, nhớ ký nha. Giang Yên Nhiên lúc này mới hoảng thần, gật đầu một cái, ừm. Từ phương hướng của Diệp Oản Oản các cô có thể thấy, các đồng đội của Tống Tử Hàng đang cười hì hì mà vây quanh Tống Tử Hàng, Tựa hồ là đang trêu ghẹo hắn, một đám nam sinh thỉnh thoảng hướng trầm mộng kỳ cùng phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lấy. "Lão đại, diễm phúc không cạn a, à. hai cái đại mỹ nhân như vậy chạy tới cổ vũ cho ngươi, còn vì ngươi tranh đoạt tình nhân." "Hâm mộ chết đi mà, giờ chỉ cho ta một người cũng đủ rồi a." À. Nói thật, ta lần đầu tiên biết Giang đại tiểu thư lại xinh đẹp như vậy, vóc người cũng thật tốt. Cảm thấy được so với trầm mộng kỳ đều không kém. Lão đại người thật không muốn lần nữa cân nhắc nhìn một chút sao. Hắc hắc, nếu vậy lão đại hai cái đều thu nhận đi. Có người đàn ông nào lại không thích được mỹ nữ xem trọng, điều các đồng đội hắn nói hiển nhiên thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Hắn nhìn Giang yên nhiên đều thuận mắt không ít, huống chi hôm nay Giang yên nhiên cũng quả thực làm người ta vô cùng kinh diễm. Tống tử hàng mặt đầy đắc ý được thời nói, được rồi, chứ cùng cái này đùa dẫn nữa, trận đấu lập tức bắt đầu lần này mọi người nhất định phải thắng, biết không? Biết, đang cổ vũ đồng đội Tống Tử Hàng cũng không có chú ý tới, đối diện trong đội ngũ của Cẩm Tú, một đạo tầm mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm về phía hắn. chương 135, hưng phấn quá mức, tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Diệp Oản Oản từ trong túi sách móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị, bắp giang, Coca-Cola cùng gà chiên, vừa ăn vừa nồng nhiệt mà nhìn. Một trong những nguyên nhân cô lựa chọn này sau phát triển thành người đại diện mà không phải nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn, cái ham muốn ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn. Nếu để cho cô ngày ngày ăn uống điều độ, cái này không thể ăn cái đó không thể ăn, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Cũng không biết trong cẩm viên hạt giống rau dưa đã nảy mầm chưa, dáng dấp thế nào, còn có con gà con tiểu ngư quả nho nhỏ của cô nữa chứ. Diệp Oản Oản chỉ mới thất thần một chút, trên sân tỷ số đã là 11-0. Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú không điểm. Tình huống gì đây? Diệp Oản Oản sững sờ. Giang Yên Nhiên lắc đầu, không biết, trạng thái hôm nay của Sở Phong tựa hồ không tốt lắm. Diệp Oản Oản vội vàng hướng Sở Phong nhìn qua, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm, bước chân đều là phù phiếm giống như uống rượu say. Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất đủ a, à, ngay trước mặt nữ hải yêu thích của mình không phải là hắn nên nổi bật hơn so với tình địch mới đúng chứ? Người này, sẽ không phải là phấn khởi quá mức chứ. Đầu cô thật là đau. Còn hy vọng nào để hắn ngược tống tử hàng chứ? Ai, rượu không say người người tự say. Được được được, coi như tớ sai lầm rồi, yên nhiên cậu đừng nhìn hắn chằm chằm nữa. Nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút thẹn mà rời đi tầm mắt. Nhưng mà, chờ Giang Yên Nhiên rời đi tầm mắt, người nào đo trạng thái càng sốc sách, Diệp Oản Oản ngồi cách xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên cầm tú. Nằm sao mẹ sao ngươi, sở phong tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi uống lộn thuốc A, à, đánh cái gì sao cứt chó. Khốn kiếp ngươi cút xuống cho lão tử, lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh. Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên đều dùng để mắng sở phong. Nam sinh ủ rũ cúi đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài một cái. Cuối cùng, nửa tiếng sau cũng không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu của cầm tú, cuối cùng hơn nửa hiệp thi đấu lấy tỷ số 23, 6 điểm kết thúc. Diệp Oản Oản vô cùng thê thảm mà nhắm hai mắt lại. Sau đó là nghỉ ngơi giữa giờ 15 phút. Các nữ sinh thanh hòa tất cả đều hoan hô rồi phóng tới trên sân thi đấu đưa nước đưa khăn lông ân cần hỏi han cho các thành viên, mà cầm tú bên kia thật ảm đạm. Ta đi à, cầm tú làm cái gì thế? Đánh như thế nào thành ra như vậy? bị thanh hòa chúng ta cách xa không thấy đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi thanh hòa đội bóng rổ thực lực vốn là rất mạnh a à. chúng ta đây cũng không thể thua đến khó nhìn như vậy chứ sở phong học trưởng hôm nay rốt cuộc là thế nào có phải hay không thân thể không thoải mái không thoải mái cái rắm tâm hồn của hắn đều bị móc rỗng rồi a à. diệp oản oản thiên tính vạn toán cũng là không nghĩ tới người đó định lực lại kém đến loại trình độ này nếu như hắn tiếp tục như vậy thì toàn bộ kế hoạch hôm nay của cô bị phá hủy toàn bộ mất hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc, diệp oản oản hai tròng mắt híp lại lấy độc trị độc có ý gì giang yên nhiên không hiểu diệp oản oản bất đắc dĩ từ trong túi sách móc ra một chai nước cùng khăn lông kín đáo đưa cho giang yên nhiên đưa cho cái kẻ khờ kia đi a à, giang yên nhiên có chút hơi khó xử cái này được không Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với Sở Phong có ảnh hưởng lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, tớ bây giờ là không phải là nên tránh đi một chút. Diệp Oản Oản than thở, cậu nếu như rời đi hắn càng sụp đổ, nghe tớ, đi đưa đi. Cô ban nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng xem Sở Phong, kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, nửa trận sau mình chưa đi đến điểm cần đã ném thì thôi, còn đem thiết tấu của người khác toàn bộ đều làm cho sai lệch. Giang yên nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói, được rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 136, hắn cướp vợ ta. Giờ phút này, trên sân thi đấu. Đội trưởng cầm tú vỗ vai của sở phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn. Sở phong, hôm nay người rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là thất tình? Người mới thất tình, cả nhà ngươi đều thất tình. Sở phong trong nháy mắt la lên. Đội trưởng mặt đầy vẻ không biết nói gì, không thất tình thì sao hôm nay ngươi mất hồn mất vía, không thất tình thì sao ngươi làm một bộ mặt oán phu mới vừa bị ném bỏ làm cái gì. Thấy tống tử hàng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh, đội trưởng mắt đầy hâm mộ, thảo. Thật là người so với người làm người ta tức chết, tống tử hàng tiểu tử kia làm sao vận mạng tốt như vậy. Một trầm mộng kỳ thì thôi, lại thêm giang yên nhiên nữa, tất cả đều là đại mỹ nữ, sở phong ngươi nhìn người ta một chút, ngươi thật là uổng phí gương mặt này của ngươi. Sở phong tiểu tử này mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sử tình cảm cơ hồ là số không, đừng nói yêu, ngay cả cô gái yêu thích cũng không có. Hắn có lần thiếu chút nữa cho là sở phong có phải hay không yêu thích nam nhân. Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của sở phong tựa hồ là có cái gì không đúng, nhất là thời điểm khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía tống tử hàng đi tới, Sở Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Tử Hàng, thật là giống như muốn giết người. Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng, vội vàng đè hắn lại, "Tổ tông của ta, ngươi lại phải làm gì? Biểu tình dọa người như vậy là muốn náo sao? Ban nãy ta đã cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn Tống Tử Hàng không được bình thường. Hắn thiếu ngươi tiền. Sở Phong, hắn cướp vợ ta." Cùng lúc đó, bên đội bóng rổ Thanh Hòa. "Tống đội trưởng ngươi thật sự là thật lợi hại." Học trưởng thật là giỏi, cố lên cố lên, nửa hiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hàng, uống nước đi, Trầm Mộng Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hàng bị một đám mềm muội bao quanh, Trầm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước đưa khăn lông, thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn chuyển từ Tống đội trưởng đổi thành Tử Hàng. Tống Tử Hàng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thế, hắn lớn mật hiếm thấy ngay trước mọi người kéo tay của Trầm Mộng Kỳ lại. Mộng Kỳ, chờ anh đem cúp chiến thắng đến trên tay của em. Nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể hay không? Đáp ứng lời theo đuổi của anh. Tống tử hàng lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng về hướng đối diện cách đó không xa, Giang Yên Nhiên ai? Giang Yên Nhiên cũng tới. Ôi, hai cô cướp một nam, có trò hay để nhìn. Tống tử hàng nhìn thấy cách đó không xa bóng người cô gái thướt tha xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời sáng lên thật ra thì giang yên nhiên ngược lại cũng không tệ. ra thế bối cảnh thậm chí ngay cả tướng mạo thật ra thì đều không thua trầm mộng kỳ. chẳng qua là tính tình không thú vị, quen biết đã lâu liền cảm thấy không có ý gì cùng cảm xúc mạnh mẽ. bất quá bây giờ sao? lúc này đội viên đội bóng rổ thanh hòa không có chỗ nào mà không hướng phía tống tử hàng mang vẻ mặt hâm mộ không dứt. ngay sau đó nổi lên tiếng hô hướng giang yên nhiên. này, giang đại tiểu thư, người lại đến đưa nước cho lão đại a hắc hắc, hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nghị lực của lão đại chính là lớn A. Giang đại tiểu thư, người cũng quá hẹp hỏi đi, làm sao lại mang một chai tới thôi, chúng ta làm sao đây? Bình thường Giang yên nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô bỏ ra đều đã trở thành chuyện đương nhiên. Trầm mộng kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt tống tử hàng nhìn Giang yên nhiên có cái gì không đúng, âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phóng khoáng đi qua, yên nhiên, cậu đã đến rồi. Ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giận tớ, mau tới đây đi, tất cả mọi người đang chờ cậu đấy. chương 137, đây là đâu, ta là ai? Tống tử hàng hướng trầm mộng kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau, bất quá giang yên nhiên thích ăn dấm như vậy, Thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái. Tống Tử Hàng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ trước đây của mình đối với cô quá ác liệt, vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới, sắc mặt nhu hòa không ít, bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng, "Yên Nhiên, tôi biết cô có tâm ý đối với tôi nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng, giống trước cô như vậy dây dưa tôi, quả thực làm tôi rất không thoải mái, nhưng dù sao chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi, chỉ cần cô sau này làm việc đừng quá khích, cũng đừng làm việc tổn thương mộng kỳ." Mọi người sau này còn có thể làm bạn." Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng ở trước gót chân cô, giọng không kiên nhẫn mở miệng nói, "Chó khôn không cản đường, phiền toái nhường đường một chút." Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy sắc mặt nhất thời đồng loạt cứng đờ. Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người họ, trong tay nắm chai nước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, người chung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ một lát sau chố mắt nhìn nhau. Ế, Giang Yên Nhiên này là muốn đi đâu ha? À? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đến tìm Tống Tử Hàng? Ngoại trừ Tống Tử Hàng cô ấy còn có thể tìm ai ha? À? Ai, đây chẳng phải là hướng đi đến đội bóng rổ cẩm tú sao? Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ của bát quái, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ cẩm tú mà đi tới. Không chỉ là người bên Thanh Hòa, đám các đội viên đang ủ rũ cúi đầu của đội bóng rổ cầm tú kia thấy một nữ xinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới cũng đều ngẩn ra oa wow, mỹ nữ ai ai đây nữ nhi không nhận biết a à. cái này hình như là nữ sinh thanh hòa đi một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra mặt đầy ân cần đi tới trước mặt của giang yên nhiên vị mỹ nữ này cô tìm ai đây chẳng phải là giang yên nhiên sao làm sao tìm chúng ta cách đó không xa còn đang dậy kèm cho sở phong đội bóng rổ đội trưởng nghi ngờ lẩm bẩm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền nghe được giang yên nhiên trả lời tôi tìm sở phong sở phong ai sở phong đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng sở phong nhìn mà nhân vật chính giờ phút này biểu tình đờ đẫn lỗ tai đỏ bừng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút tựa như mới vừa chạy xong ba mét nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng ai không phải chứ lại là tìm sở phong cái đồ ung thư đấy. Gào, ai đạp ta? Tóc vàng vừa mới dứt lời, sau lưng liền bị sở phong đạp một cước. Sở phong khẩn trương đến cơ hồ muốn run tay run chân, còn cố làm bình tĩnh gắng ngược, hướng Giang Yên Nhiên đi tới, Yên Nhiên. Ngươi, ngươi tìm ta. Giang Yên Nhiên gật đầu. Có chuyện gì sao? Sở phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu hiện ban nãy quá mất mặt, chưa kịp xuất sư đã tử vong. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm sở phong đã tự cho mình chết 100 lần, Giang Yên Nhiên đột nhiên đem bình nước kia đưa tới trước mặt của hắn cho ngươi. Sở phong nhất thời không cách nào tin, thật là phảng phất trong nháy mắt từ băng thiên tuyết địa đến xuân về hoa nở. Nam sinh giống như nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước kia cảm. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng hướng trên khán đài nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Oản Oản đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở cô tiếp tục bước kế tiếp. Giang Yên Nhiên hết cách rồi, suy nghĩ một chút hắn hôm nay đánh thành như vậy chính mình cũng có trách nhiệm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Oản Oản dạy cô mà làm. Giang Yên Nhiên giơ tay khối khăn lông màu trắng trong tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói, ngươi cố lên. Sở Phong, ta là ai, đây là đâu, tại sao trước mắt hắn nở đầy hoa nhỏ? Chương 138, rất nhanh ngươi sẽ biết. Trong phút chốc tất cả nam sinh đội bóng rổ trường Cẩm Tú đều kêu gào, bắt đầu kích động. Ô ô ô ô. Ai yêu, ta đi a, à. sở phong ngươi thâm tàng bất lộ a. À. Hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy không phải là bị thất tình, mà là vì yêu, tâm tư toàn đặt ở trên người bạn gái mình thôi. Khó trách tiểu tử này mới vừa rồi một mực hướng trên khán đài nhìn suốt thôi. Cô em ngươi đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa a. À. Tất cả câm miệng hết cho lão tử sở phong tức giận trợn mắt nhìn những người đó một cái cái kia ta đi trước nha bằng hữu của ta còn đang chờ ta giang yên nhiên mở miệng nói sở phong nhất thời mặt đầy ý không muốn rời xa có chút thấp thỏm hỏi vậy gặp lại sau ừ giang yên nhiên gật đầu nghe được cái này âm thanh ừ trái tim sở phong đã chạy vòng quanh địa cầu nhảy nhót một vòng rốt cuộc cũng trở lại trong thân thể hắn không có bị ném bỏ tối nay còn có lời ước hẹn gặp nhau nữa. So sánh với bên cẩm tú một mảnh huyên náo cùng âm thanh chế nhạo, bên thanh hòa chính là một bầu không khí quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tống Tử Hàng. Dù sao ngay tại một khắc trước, hắn còn tự mình đa tình địa cho là Giang Yên Nhiên tới tìm mình, kết quả người ta lại là đi tìm người phía đối diện sở phong. Uây, thật là bát quái siêu cấp lớn, Giang Yên Nhiên cùng sở phong, hai người này từ lúc nào đã có nhận biết thế? mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này rất xứng đôi nha. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy sở phong bộ dáng mắc cỡ như vậy, ha 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 vô cùng đáng yêu. Quả thật rất xứng đôi, hơn nữa còn môn đăng hộ đối, nghe nói ra thế của sở phong cũng rất tốt. Ta còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên bị bỏ rơi ngã xuống một cái hết gượng dậy nổi chứ, không nghĩ tới thoáng qua liền tìm được người khác. Các ngươi cũng là mù rồi sao, người ta là Giang Yên Nhiên lấy điều kiện của mình ở chỗ này, muốn tìm dạng gì không có à? Ngược lại Tống Tử Hàng, ta cảm thấy hắn thật ra là mắt bị mù. Tống Tử Hàng chờ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đi đưa nước cho nam sinh khác, còn thân mật giúp đối phương lau mồ hôi, giận đến nỗi cả mặt đều đen, sau đó nghe một chút nghị luận của những người chung quanh, sắc mặt càng là khó coi. Lúc Giang Yên Nhiên đi ngang qua bọn họ, Tống Tử Hàng nhanh chân đi tới ngăn lại đường đi của cô, Giang Yên Nhiên, cô đây là có ý gì? Cái nữ nhân đáng chết này, trước mặt nhiều người như vậy lại cắm sừng cho hắn. Cái gì, Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày. Tống tử hàng thời khắc này sắc mặt âm vụ gần như có chút dữ tợn, a à, luôn mồm luôn miệng nói yêu thích tôi, kết quả quay đầu lại cùng tiểu bạch kiểm ở trường học cách vách cùng một chỗ. Cô sẽ không phải là trước đây cũng đã cùng với hắn cấu kết làm bậy đi chứ. Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, phải thì thế nào, không phải thì thế nào. Tôi thích ai, cấu kết làm bậy với ai, mắc mớ gì tới anh. Phốc, người chung quanh nghe vậy nhất thời đều cười ra tiếng. Dù sao lời Giang Yên Nhiên nói cũng không phải không đạo lý a, à. lúc đầu hai người bọn họ không liên quan, trước đây khi muốn tẩy trắng, rửa oan cho Trầm Mộng Kỳ hắn trước mặt mọi người đã chối bỏ trách nhiệm dùng bộ dạng này giải thích hay sao? Tống Tử Hàng tức đến cơ hồ muốn nổi điên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên, "Cô đừng quên chúng ta là có hôn ước, nhưng là cô lại cắm sừng sau lưng tôi." Hôn ước? Chúng ta từng có hôn ước từ lúc nào? sao tôi lại không biết? Chúng ta, Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng ánh mắt khi nhìn đến Trầm Mộng Kỳ, nhất thời không nói ra lời, dù sao trước đây không lâu hắn mới công khái đăng bài post nói mình cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng không tồn tại. Nếu như lúc này còn nói có, há chẳng phải là tự mình và miệng mình sao? Giang Yên Nhiên, cô có biết rõ hậu quả nếu cô làm như vậy không? Tống Tử Hàng gắng ngượng nuốt một bụng lửa giận trở về. Hậu quả sao? Rất nhanh thì ngươi sẽ biết thôi, Giang Yên Nhiên cười một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. chương 139, uống không phải là nước mà là máu gà. Lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả. Vẻ mặt Diệp oản oản như, ngô ra có cô gái mới lớn, vẻ mặt vui vẻ yên tâm, lợi hại. Mới vừa rồi rất tốt ga. À. Cảm ơn, đều là cậu dạy tốt. Giang Yên Nhiên cười khổ, chính cô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có một ngày chính mình biết dùng giọng nói cùng thái độ như vậy nói chuyện với Tống Tử Hàng. Rất nhanh 15 phút nghỉ ngơi kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài. Tiếng cười vang lên, trên sân thi đấu bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tất cả mọi người đều nhạy cảm phát hiện được nửa hiệp sau này bầu không khí rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau, mùi khói súng nồng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía. Tống Tử Hàng khinh miệt hướng sở phong nhìn một cái. Bên cạnh đồng đội của hắn cũng có vẻ mặt coi thường, không phải là trong nhà có ít tiền dơ bẩn sao. Cũng là phế vật mà thôi. Đúng vậy, đánh bóng rổ mà có thể đánh dỡ như thế, còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân. Sở phong không để ý những người đối diện đó cố ý diễu cợt, nhìn về một bên phía các đồng đội của mình mở miệng nói, chờ lát nữa, tất cả mọi người đều đem bóng truyền cho tớ. Tóc vàng gào thét bi thương, chúng ta đây không phải là muốn bắt trứng vịt đâu nếu bị thua tớ mời toàn bộ đội ăn cơm trong một tháng Ngoạ tàu một tháng a ôm chặt bắp đùi vàng của cường hào đây chính là cậu nói a à, đại gia mọi người nhớ chờ lát nữa tất cả đều đem bóng ném cho hắn ha ha không thành vấn đề rất nhanh trên sân thi đấu tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy đội trưởng cầm tú từ trong tay tiền đạo đối diện thanh hòa đoạt lấy bóng nhanh chóng hướng sở phong ném qua hắn thật sợ sở phong lại không tiếp được cũng còn may lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy. Rất nhanh người Thanh Hòa liền hướng Sở Phong ép tới gần, Sở Phong một đường bị dồn đến ba phần gần vị trí tuyến danh giới. Tống Tử Hàng cười lạnh một tiếng, ở dưới sự che chở của đồng đội liền muốn cướp bóng trong tay Sở Phong, vị trí này, hắn chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Nhưng mà, ngay tại khi Tống Tử Hàng muốn đụng lấy quả bóng rổ trong nháy mắt, Sở Phong lại lui về sau một bước, sau đó trực tiếp đem banh trong tay dùng sức ném ra ngoài tầm mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng, mấy giây sau thì. Qua, vào, banh ba điểm, toàn trường như sấm kêu lên. Mở màn bất quá mới 30 giây mà lại có một quả banh ghi được 3 điểm, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, bọn họ gần như không thấy rõ sở phong rốt cuộc có động tác thế nào, hết thảy gần như đều phát sinh ở một cái chớp mắt. Đẹp đẽ, sở phong học trưởng quá tuyệt vời. Vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì chứ? Đội viên Thanh Hòa phun một cái hơn nửa hiệp trước tranh lệch 17 điểm, bọn họ một chút đều không lo lắng. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lỏng nổi nữa. Tất cả mọi người đội bóng rổ cầm tú đều đem bóng truyền cho sở phong, mà sở phong cùng như hoàn toàn biến thành một người khác, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ. Cái độ chính xác kia như là đã có sự tính toán trước tới khung thành bóng rổ, chỉ cần là hắn ném bóng liền hướng vào bên trong mà rơi xuống. Thanh Hòa bị đánh không còn chút sức đánh trả nào. Khán giả toàn trường đều sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện Sở Phong từ trước đều đang là giấu giếm thực lực. Đội trưởng đội bóng rổ cầm tú vẻ mặt hưng phấn ôm ôm cổ của Sở Phong. Dời à, tiểu tử thúi, chẳng lẽ cậu mới vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao? Sở Phong hướng trên khán đài nhìn một cái, cậu thì biết cái gì? Đây chính là nước yên nhiên cho nước thần tiên. Đảo mắt đã qua một nửa thời gian giờ phút này tỷ số hai đội là 0 giờ 17. Thanh Hòa bên kia liền một quả bóng cũng không có vào rổ, điểm số kém nhiều như vậy, thời gian nửa hiệp sau mới qua một nửa, cũng đã bị san bằng tỷ số rồi. chương 140, lão đại thưởng cho ngươi. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là cẩm tú thiên về cục diện một bên nghiền ép, hơn nữa cơ hồ là sở phong một người siêu quần xuất chúng các nữ sinh gọi, sở phong, tiếng thét chói tai gần như muốn chọc thủng nóc nhà. Mắt thấy khoảng cách thời gian tranh tài chỉ còn lại một phút. Hai đội đang có tỷ số không ai ngờ là 0 giờ 24 Thanh Hòa như cũng không một quả bóng nào có thể đi vào rổ, mà Cẩm Tú đã vượt qua Thanh Hòa 7 điểm. Nếu muốn ở trong một phút ghi được 7 điểm, cái này là không có khả năng, Thanh Hòa nhất định phải thua. Trên sân thi đấu, tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi của Cẩm Tú quả nhiên thời điểm một khắc cuối cùng bóng lại đến trong tay của sở phong đội viên thanh hòa trên căn bản đã bị đánh không lại nên hoàn toàn buông tha dẫy dụa ngăn hắn lại cho ta tống tử hàng giống giận coi như là nhất định phải thua cũng không thể thua giống như đối phương không có lấy một điểm nào tống tử hàng hắn không chịu nổi cục tức này bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản sở phong tại tầm mắt của người xem và tất cả nhân viên thanh hòa vây chặt bên dưới sở phong thần sắc thản nhiên mà đem bóng ở trong tay quay một vòng, đột nhiên làm một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn thay đổi phương hướng từ rổ nhà đối phương chuyển hướng sang nhà mình chạy đi, tay đem quả bóng đi lên ném một cái, bóng lọt lưới. Tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, đội thanh hòa, được hai điểm. Tất cả mọi người chố mắt nghẹn họng nhìn hành động của sở phong, không nhanh không chậm đi tới trước mặt của tống tử hàng, mở miệng nói cái này hai điểm này là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi nha, không cần cảm ơn. Đá phản lưới nhà, sở phong cố ý ném vào rổ bóng nhà mình đá phản lưới nhà, đưa cho Tống Tử Hàng hai điểm. Ngươi, bị làm nhục như vậy ngay trước mọi người, Tống Tử Hàng giận đến mức mặt đều vặn vẹo, nhất thời liền muốn xông tới lại bị những đội viên khác kéo lại. Mà sau chút hiên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên tiếng thét chói tai từ bốn phía, a a a a sở phong học trưởng đẹp trai quá rồi. Cuối cùng, tỷ số nửa hiệp sau là 2 giờ 24 Thanh Hòa cùng Cẩm tú tỷ số cuối cùng là 25-30, ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo giãn ra một tỷ số như vậy. Trường Cẩm tú đúng là hậu sinh khảo ý, giành được thắng lợi toàn trường. Trên khán đài, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới giống như đã nói nha, coi như tỷ tỷ không có phí công giúp ngươi một trận. Rõ ràng quả bóng cuối cùng của Sở Phong kia là cố ý vì là muốn trả thù dùm Giang Yên Nhiên giúp cô ấy hả giận. Diệp Oản Oản nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói, như thế nào đây? Hả giận không? Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận, quả thật cực kỳ hả giận. Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn ném lên vị trí thật cao, trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười sáng rỡ. Sau khi được xuống sau, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc sau đó cầm chiếc cúp mới thắng được trong chân thi đấu kia hướng giang yên nhiên đi tới đứng ở trước mặt giang yên nhiên sở phong lập tức khôi phục lại bộ dạng tay chân luống cuống cái đó tặng tặng cho cô a giang yên nhiên sửng sốt một chút cho tôi sao nhưng đây là giải thưởng của toàn bộ đội các anh hơn nữa tôi muốn cái này giống như cũng vô ích a à, cô không thích sao tôi nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích bất quá vật này dường như thật sự không có tác dụng gì thật xin lỗi Sở Phong nhất thời đạp kéo xuống. Diệp Oản Oản cười một tiếng, hướng một cái hướng khác nhìn một cái, thế nào vô dụng. Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Có người là muốn nhưng muốn không được đấy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong, một cước đạp lộn mèo cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi. Giang Yên Nhiên nghe thấy, lại nhìn bộ dạng tịch mịch của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như thế vì muốn giúp cho chính mình hả giận cuối cùng vẫn là mềm lòng cầm lấy chiếc cúp vậy. Cảm ơn nhé. Sở Phong nhất thời xuân về hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản giống như nhìn chúa cứu thế. Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên, tranh tài cũng xem xong rồi, không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa, tớ trở về nhà trọ đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 141, trở về cho đại ma đầu ăn. Giang yên nhiên nghe một chút, tay khoác lên cánh tay cua Diệp oan oản, cậu không cùng gì với bọn tớ sao? Diệp oan oản, cô sao giờ lại phát hiện Giang yên nhiên bây giờ dường như càng ngày càng dính lấy cô? Diệp oan oản bất đắc dĩ mở miệng nói, xin lỗi thân ái, buổi tối tớ còn có hẹn. Hôm nay tự mình đến quan sát, cô cảm thấy sở phong người này quả thật rất khá, hơn nữa là người có thế nhất định thật sự yêu thích giang yên nhiên cho nên sẽ không để ý mà tiếp tục tác hợp cho hai người ước hẹn là đi gặp bạn trai của cậu phải không diệp hoàn hoàn gật đầu um thì ra là vậy a à, vậy cũng tốt nghe cô nói như vậy giang yên nhiên liền không níu kéo muốn cô ở cùng bọn họ nữa một bên sở phong mang vẽ mặt cảm kích nhìn về phía diệp hoàn hoàn hỏi vẩn đạo cô khỏe chứ thật ngại quá còn chưa kịp chào hỏi cô là bạn của yên nhiên xin chào tôi là diệp Oản oản diệp Oản oản đơn giản tự giới thiệu mì ns một chút sang yên nhiên cùng đi theo giới thiệu Oản oản là bằng hữu tốt nhất của tôi sở phong nhất thời có chút kinh ngạc hướng diệp oàn oản nhìn sang nguyên lai like cô chính là diệp Oản oản nghe dại danh đã lâu diệp oan oán cười khẽ a à, toàn bộ đều không phai là danh tiếng tốt nha sở phong nghiêm mật nói thấy cô mới biết người thật cùng người trong tin đồn hoàn toàn khác nhau có thể thấy tin đồn không thể tin tưởng được anh mới thấy mặt tôi một lần nói mấy câu chứ làm sao biết tôi cùng người trong tin đồn không giống nhau diệp oản oản sâu kín hỏi dĩ nhiên bởi vì cô là bạn của yên nhiên a à? sở phong vẻ mặt đương nhiên nói diệp oản oản nhất thời nhíu mày còn tưởng rằng anh không thông minh không nhìn ra thật biết nhận diện người mà sở phong nghe một chút nhất thời một gương mặt tuấn tú bạo nổ thần sắc của Giang Yên Nhiên cùng hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn hai thiếu nam thiếu nữ thanh khiết trước mặt này, Diệp Oản Oan khỏng hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác chính mình thật sự là già rồi. Cùng Giang Yên Nhiên còn có sở phong cáo biệt xong, Diệp Oản Oản quay về nhà trọ. Sau khi tắm cùng tẩy trang xong, cô lật sách ra học. Khoảng thời gian này cô không chỉ có bù lại chương trình học ở cấp trung học đệ nhị, nhân tiện đem sách học đại học cũng đều xem qua một lần, lúc cô học cấp 3 bởi vì lưu ban làm trễ nãi thời gian 2 năm, cho nên cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm này, nếu cô muốn thuận lợi thi được truyền thông. Đế đô, cô phải nhảy lớp, trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc học. Đồng thời cô cũng ở đây mật thiết chú ý hết thảy chiều hướng của vòng giải trí để có thể có được cơ hội để lợi dụng. Như cô nhớ không lầm mà nói, không lâu sau, vòng giải trí một công ty giải trí nào đó siêu lớn một đường tai to mặt lớn sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt từ đó ngã xuống, công ty đó cũng tổn thất nặng nề, mà cô trùng hợp biết biện pháp có thể để cho hắn cải tử hồi sinh, đến lúc đó nếu có thể lợi dụng thật tốt một chút, hoàn toàn có thể để cho cô có một khởi điểm tốt để bắt đầu. Tiếp trước bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì tư dạ hàn, thì cuối cùng vẫn là bởi vì cô quá mức nhỏ yếu, vô luận là lực lượng nào cũng có thể làm tổn thương nội tâm của cô. Đọc sách một hồi xong, Diệp Oản Oản quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, khép lại sách học, chuẩn bị đi một chuyến đến Cẩm Viên. Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên vì không làm kỳ đà cản mùi giang yên nhiên mà cô nói cho có lệ, bất quá ngược lại nhắc nhở cô. Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật cô cần phải trở về đi xem một chút. Thừa dịp gần đây cùng tư giả hàn quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu không luôn là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh cô liền muốn tốt nghiệp, đến lúc gió chuyện cần làm càng nhiều, rất nhiều đều vượt ra khỏi phạm vi tư giả hàn cho phép đối với cô, nếu như tư giả hàn bên này không giải quyết được, cô nửa bước cùng khó đi. Ra trường, cô thuận đường ở trường học phụ cận trong một tiệm bánh bao đặc biệt được hoan nghênh ở trường mua 5 cái bánh bao lớn, chuẩn bị mang về đút ăn cho đại ma đầu nào đó một miếng. Một giờ sau, xe taxi ở phụ cận cẩm viên dừng lại. Sau khi đến Diệp Oản Oản bi thảm phát hiện, vốn bánh bao chuẩn bị mang cho tư giả hàn, lại trong lúc vô tình bị chính cô ăn mất bốn cái đến cẩm viên đã chỉ còn lại một cái vẫn là cô cố nén cám dỗ tiết kiệm lại đi nhanh lên cái cuối cùng này nhất định phải giữ được vì để tạo ra kinh hỉ diệp oản oản không có nói cho bất luận kẻ nào cô trở lại mà là như tiểu meo meo từ cửa sau vườn hoa nhỏ mò tiến vào nhưng lỡ vạn nhất tư giả hàn hôm nay không ở cẩm viên làm sao bây giờ diệp oản oản vừa nghĩ tới một bên xuyên qua sân đi vào trong bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu có đèn mở, hẳn là có người ở. Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới, sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc đi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người rột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Máu trong không khí, có khí tức của máu tanh. Hơn nữa, càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? chương 142, chế tạo kinh hỉ thành kinh sợ. Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới, sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc đi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Máu. Trong không khí, có khí tức của máu tanh. Hơn nữa, càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa, Tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cửa sổ dù là cửa kính nhưng tấm rèm rất dày, dù có được kéo ra nhưng giờ phút này cô không có biện pháp thấy rõ trong phòng khách chuyện gì đang xảy ra. A! À, ngay tại khi tinh thần Diệp Oản Oản căng thẳng cực độ, trong phòng khách đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu tê tâm liệt phế. A à, giết ta đi, Tư giả Hàn, ngươi giết ta đi. Trong đêm khuya, cái thanh âm thê lương kia thật là làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Oản Oản cả người đều như khúc gỗ ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cô dè dặt thuận theo khe hở của cửa kính hướng bên trong phòng khách nhìn vào, dựa trên góc độ này của cô, chỉ thấy một dấu vết máu quanh co chảy đầy sàn nhà, đi sâu vào trong thảm trắng phao. Thuận theo huyết dịch tiếp tục đi phía về trước, cô nhìn thấy tư dạ hàn đang ngồi ở trên ghế salon, một bộ âu phục màu đậm khiêm tốn xa hoa cắt xén trên thân thể, trên cổ tay mặt đồng hồ ánh sáng tản ra chất vô cơ lạnh lẽo, mà bên chân của anh, bạch hổ toàn thân trắng như tuyết đang nằm bên cạnh anh. Bạch hổ lười biếng hít mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được trên người nó sát lục chi khí thú dữ, dường như tùy thời là có thể nổi điên lên sẽ đem con mồi xé nát. Bên phải tư dạ hàn là hứa dịch, bên trái là một thanh niên áo đen. Mà cách tư dạ hàn khoảng mấy bước chân, một người nam nhân máu me bè bét khập người đang ở trên sàn nhà lăn lộn co quắp, chỉ thấy trên người nam nhân đã không còn có một chỗ thịt nào còn nguyên vẹn, trồ đầu gối chảy máu không ngừng, bên cạnh có hai khối mang theo chút thịt vụn cặn bã, tựa hồ là nam nhân bị đào lên hai khối xương bánh chè. Dù nam nhân kêu rên thê lương làm người da dầu tê dại, nhưng trên ghế salon sắc mặt giả dạ hàn hờ hưởng giống như không phải nhân loại, môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh không cảm tinh chút nào, tiếp tục. Kèm theo mệnh lệnh của tư giả dạ hàn, thanh niên mặc áo đen kia di lên phía trước, không chút do so dự mà giơ tay chém xuống. Diệp Oản Oản bị dọa sợ đến mức nhắm cả hai mắt lại, cô không thấy gì cả, nhưng chỉ từ tiếng gào thét thảm thiết của nam nhân kia liền có thể đoán được hắn lại bị khốc hình như thế nào. A a a Tư Giả Hàn, ngươi không còn nhân tính, ngươi tên súc sinh này, cầm thú, trên người của ta chảy dòng máu của Tư gia, ta là anh ruột của ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi lại dám đối với ta như vậy? A à. Diệp Oản Oản nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái gì? Người đàn ông này là là anh ruột của Tư Dạ Hàn. Làm sao có thể, Tư giả Hàn không phải là chỉ có một anh trai thôi sao? Nhưng khi nhìn tuổi tác của người đàn ông này, dường như lại không đúng. chương 143, anh đói không? Bất quá lấy sự hiểu biết của cô mà nói, đối với lý giải của Tư Gia ngay cả Gia Lông cũng không có, có cái xấu xa gì không biết cũng rất bình thường, coi như là Tư giả Hàn nói cho cô biết, cũng không hoàn toàn đều là lời nói thật. Tư giả hàn, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng đấy. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, nhị ca tam ca tứ ca, còn có lão lục lão bát, tất cả đều là chết ở trong tay của ngươi. Ta phải nói cho bà nội, ta muốn đi nói cho tất cả trưởng lão tư gia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái nam nhân kia đã không cách nào đi dược nửa, một bên vẻ mặt điên cuồng mà gào thét một bên ngọ nguậy thân thể một chút xíu cố gắng trèo ra bên ngoài. Tư giả hàn cùng không ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn nam nhân trèo một miếng cuối cùng khi mưu toan vùng vẫy dẫy chết. Nam nhân đã leo đến cửa huyền quan, đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa. Đúng lúc này, một cái bóng như một vệt màu trắng tựa như tia chớp nhào tới, một cái cắn tàn bạo, trong nháy mắt cắn đứt cổ của nam nhân. Cổ của nam nhân giống như như diều đứt dây lệch một cái, máu tanh phun ra giống như đóa hoa nỡ rộ, lan tràn ra toàn bộ trong phòng khách, thậm chí còn kèm theo âm thanh bạch hổ kẹo kẹt kéo kẹt nhai xương. Một màn này thật sự là quá mức kinh sợ rồi, cho dù là đã là người của hai thế giới nhưng Diệp Oản Oản cùng có chút không nhịn được. A, à, vườn hoa rơi xuống chỗ đất ở cửa, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng lúc đó, cô núp ở phía sau cái phiến cửa kính kia không cẩn thận cũng không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ra. Một giây kế tiếp, cô liền đối mặt với một đôi con người gần như có thể đem huyết dịch trong người đông cứng, cùng với việc hoàn toàn thấy rõ hiện trường giống như luyện ngục ở trong phòng khách mà trước đó thật bình thường. Tư giả hàn bên cạnh hứa dịch thấy Diệp oản oản, cả người đều choáng tại chỗ, khuôn mặt kinh hoàng là Diệp tiểu thư, cô tại sao lại ở chỗ này? Xong rồi, tại sao Diệp oản oản lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tư giả hàn bên thanh niên áo đen kia chính là người ở trên cao mà nhìn xuống nhìn sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bạch của Diệp Oản Oản, cao mày, rõ ràng cho thấy chán ghét cùng khinh bỉ. Khoảng thời gian này cô và tư dạ hàn quan hệ đã hòa hoàn đi không ít, lại để cho cô hiểu lầm đưa đại ma đầu triệt đầu triệt đuôi coi thành nhân loại. a à, tư dạ hàn, anh tại sao có thể là người bình thường? Nếu anh là người bình thường, kiếp trước vô luận như thế nào cô cùng sẽ không biên cuồng như vậy mà muốn rời khỏi anh. Cổ Việt Trạch nói tư dạ hàn hung ác ngoan tuyệt, thích giết chóc thành thánh, căn bản là đem anh nói quá mức ôn nhu. Cô đến nay còn nhớ rõ mình kiếp trước chính mình lần đầu tiên thấy cảnh tượng người bị giết lúc đó, hoàn toàn không thua gì lần máu tanh này. Lúc đó cô bị dọa sợ đến mức như kẻ điên rồi mắng anh, ma quỷ, kêu khóc để cho anh yên tâm chính mình đi, đem hết tất cả lời nói ác độc nguyền rủa anh, náo loạn suốt nửa tháng, còn bệnh nặng một trận, nhưng mà dù dùng cách gì cùng không thể nào thay đổi, còn bị buộc sống sờ sờ lại thấy tận mắt một lần tình cảnh máu tanh nữa, cho đến khi cô thoi thóp, anh mới bỏ qua cho cô. Quá nhiều ký ức vò tới, Diệp oản oản trên chán đau đớn một hồi, nhưng mà, hết thầy các thứ này nhớ lại đều chẳng qua là thoáng xuất hiện một hai giây mà thôi. Diệp oản oản lấy tốc độ cực nhanh tỉnh táo lại, phủi bụi trên người đứng lên, đeo bọc sách, sách lấy túi trong tay, từng bước từng bước, mắt nhìn thẳng hướng phương hướng của tư dạ hàn đi tới đối mặt với sự kinh hoàng thất thố hứa dịch, sắc mặt lạnh như băng của thanh niên áo đen, dưới chân máu tanh tràn ngập, thanh âm bạch hổ kèo kẹt kèo kẹt xé nát xương người. Suốt cuộc, cô cũng đi tới trước mặt của tư dạ hàn. Đem túi ni trong tay chứa bánh bao thịt đưa tới bên cạnh anh, cái đó, anh đói không? Em lúc trở lại thuận đường mua chút bánh bao cho anh. chương 144, sợ sao? Trên ghế salon, đáy mắt nam nhân hộc phát âm trầm, Do ràng trên mặt giống như treo băng xương vạn năm không thay đổi, nhất là ở nơi này trong đêm tối tràn đầy mùi máu tanh, phảng phất là tu la theo luyện ngục đi ra. Bên trong nhà truyền ra âm thanh bạch hổ gào thét xít gào trầm trầm, cộng thêm sự tồn tại của tư dạ hàn, không khí lạnh đến không có một tí nhiệt độ. Giờ phút này, hứa dịch đã là mồ hôi đầm đìa, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp oản oản lại sẽ vào lúc này trở lại, chỗ chết người nhất chính là vừa vặn gặp phải một màn này nếu lại có thể phạm phai sai lầm nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn không có phát hiện sự xuất hiện của Diệp Oản Oản, cứ như vậy để cho cô xông vào. Chết chắc rồi. Hứa dịch thân hình lao đao muốn ngã, lòng như cho nguội. Nhưng mà, ngay vào lúc này, hắn lại chưa mất nhìn Diệp Oản Oản đi thẳng tới trước mặt ông chủ, nghe được Diệp Oản Oản đối với ông chủ nói một câu, anh đói không? Con người hứa dịch phóng đại chợt hướng Diệp Oản Oản nhìn, cho là mình nghe nhầm. Hắn, hắn mới vừa nghe được cái gì. Dưới tính cánh này, Diệp Oản Oản phản ứng lại là hỏi ông chủ có đói hay không, có muốn ăn bánh bao hay không. Còn dùng một giọng nói hôm nay khí trời rất tốt để nói nữa chứ. Phản ứng Diệp Oản Oản chẳng lẽ không phải là không kìm chế được nổi lòng mà thét chói tai muốn đại náo chạy trốn sao. Mùi máu tanh nồng nặc cùng bánh bao mùi thịt hòa chung một chỗ, khiến cho người ta càng muốn ói, hứa dịch nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn ông chủ trên ghế salon một chút, mặt đầy biểu tình như đang nằm mơ vậy. Bên kia tư dạ hàn thanh niên áo đen sắc mặt lạnh như băng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hướng Diệp Oản Oản một ánh mắt cảnh giác tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản không có tinh lực đi quản phản ứng của người khác, toàn bộ thể xác và tinh thần của cô đều đang trầm mặc trên người tư dạ hàn. Chỉ thấy nam nhân đang mắt sắc thâm trầm nhìn mình chầm chầm, cái ánh mắt giò xét kia phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều xuyên thấu qua, khiến cho sống lưng từng trận phát xét không biết qua bao lâu đến mức gần như muốn cho người khác hít thở không thông tư giả hàn trầm mặc liếc nhìn cái bánh bao lé loi trong tay cô rốt cuộc mớ miệng hỏi một câu sợ sao diệp oản oản sắc mặt khẽ run ngay sau đó không chút do dự ngữ khí kiên định mà mờ miệng trả lời không sợ diệp oản oản trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thật nội tâm là hỏng mất cô thật không biết tư giả hàn rốt cuộc dùng khí từ đâu tới lại hỏi cô cái vấn đề này có sợ hay không cái này mà cũng không sợ, cô vẫn là người bình thường sao? Nhưng là, kiếp trước bởi vì cô sợ hãi, đưa đến hậu quả đau đớn thê thảm như vậy, đời này coi như cô dù sợ hãi đến cực hạn, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của tư giả hàn biểu hiện ra, nếu không một màn này nếu là một lần nửa xảy error. Cô là thật không nắm chắc có thể tiếp tục giữ vững chấn dinh của mình. Tư giả hàn tính tình quá mức quỷ quyệt khó lường, kiếp trước cô căn bản cũng không biết chính mình trồ nào làm sai, câu nào lại lơ đáng chọc giận anh đời này cô như cứ không nhìn thấu người đàn ông này nhưng có thể căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước phòng ngừa bất kỳ khả năng có thể chọc giận gây chuyện của anh. khi Diệp oản oản đang khẩn trương chờ đợi, con người từ giả hàn giống như hố đen nhìn chăm chú cô mấy giây, cùng không biết sốt của có tin hay không lời giải thích của cô. mấy giây sau, nam nhân đưa ra ngón tay lạnh giá thấu xương ở trên cằm của cô nhéo một cái, khàn khàn trầm thấp lẩm bẩm nữ hài ngoan ngoãn nhìn như vậy là rất hài lòng với câu trả lời và biểu hiện của cô đi. Cho dù anh khả năng cũng không tin, nhưng anh vẫn cũng không thèm để ý. Điều cô đánh cuộc đúng rồi. Thần kinh Diệp Oản Oản đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng đi xuống, trong thời gian ngắn ngủi phảng phất như đã trải qua một trận sinh tử. chương 145, cô là người có thể bị áp bức dễ dàng thế sao? Giống. Ngay tại khi thần kinh Diệp Oản Oản hoàn toàn thanh tĩnh lại, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa chấn động mặt đất a à, bên dưới không phòng bị chút nào mới vừa nói không sợ song diệp oản oản lại bị dọa sợ đến hồn phi phách tán muốn tại chỗ tè ra quần mà hướng tư giả hàn nhào qua bị nữ hài ngay cả bánh bao cùng người lao đến ở trước ngực tư giả hàn hứa dịch diệp oản oản sau khi kịp phản ứng lại lúng túng không thôi mà nhìn tư giả hàn một cái ngay sau đó trừng mắt về phía trước mặt ghế salon chú bạch hổ lông trắng như tuyết bên trên nhuộm đầy kinh người máu tươi, đang hung ác hướng về phía chính mình không ngừng gào thét, thật là muốn chết. Mỗi người, êm đẹp đột nhiên hướng về phía cô gầm cái gì mà gầm chứ? Thật vất vả chống đỡ lâu như vậy, cứ như vậy làm hại cô phá bỏ toàn bộ công sức. Cô là người có thể bị áp bức dễ dàng thế sao? Bạch hổ kia thấy Diệp oản oản nhào tới tư dạ hàn, mặc dù dừng lại không tiến tới nữa, nhưng vẫn ở chỗ cố quanh quần trước mặt ghế salon, ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản vô cùng không thân thiện. Hoàn toàn là ánh mắt nhìn của người bị xâm lăng. Bạch hổ này là sủng vật của tư giả Hàn được nuôi dưỡng ở Cẩm Viên. Cẩm Viên chung quanh chính là một mảng lớn núi rừng rậm rạp, bạch hổ thường xuyên tự mình ở trong núi rừng du đáng. Bạch hổ được đặt tên là Slut, tiếng Anh phiên dịch tới có ý tứ là giết hại, chỉ nghe tên cũng biết người ta là hung thú chân chính, mà không phải là mèo con được thuần dưỡng trong gánh siếc thú. Tiếp trước, Diệp oản oản đối với bạch hổ này chán ghét cùng sợ hãi so với tư giả hàn không ít hơn bao nhiêu. Bất quá, sau khi sống lại, mặc dù mới vừa thấy được cảnh nó cắn đứt cổ người cùng gào thét như dã thú, vẫn là có chút kinh hoàng theo bản năng của con người, nhưng đáy lòng lại không có cái loại bài xích cùng cảm giác chán ghét, ngược lại là hoài niệm cùng ấy náy sâu đậm. Tiếp trước, Bạch hổ mà cô cực kỳ chán ghét lại nhiều lần cứu cô tại thời điểm nguy nan, cuối cùng bởi vì ngăn cản những người đó nói, bị thiết kế rơi vào cạm bẫy. Cô chờ mắt nhìn bạch hổ vì bảo vệ mình, bị những người đó ngược sát, cho đến cuối cùng không còn một hơi thở. Nghĩ tới đây, Diệp oản oản hốc mắt hơi có chút ướt át. Biểu hiện như vậy nhìn trong mắt người chung quanh đại khái là bị hù dọa khóc. Quả nhiên, bên người truyền tới một tiếng khinh thường diễu cợt, là thanh niên áo đen mới vừa thi hình tên kia, tên gọi Lưu Ảnh. Thật là oan gia tụ đầu. Người này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng là cao thủ lợi hại nhất âm thầm ở bên cạnh tư giả hàn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều sự tình không được ra ngoài ánh sáng đều là do hắn xử lý. Kiếp trước cũng như thế, Lưu Ảnh đối với cô người bên cạnh tư giả hàn gieo hỏa hận đến thấu xương, thậm chí từng không tiếc lấy cái chết mà gián ngôn. Diệp Oản Oản quan hệ với hắn cũng như nước với lửa. Tư giả hàn nhìn hai tay hai chân của nữ hài đang cuốn lấy anh, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó, đưa ra bàn tay rộng lớn, tại đỉnh đầu cô bé vỗ một cái, hai chồng mắt híp lại mà hướng bạch hổ nhìn, slut. Bạch hổ tiếp thu được cảnh cáo của chủ nhân, thuần thú giã tính khó chịu bên trong mắt tràn đầy hung quang đỏ tươi, vẫn ở chỗ cố trầm thấp gào thét, ánh mắt nhìn diệp oản oản dường như một giây kế tiếp liền muốn nhào lên xé nát cô. Một người một hổ cứ như vậy rằng co, mấy phút sau, bạch hổ rốt cục ở dưới ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân không tình nguyện mà đi dạo tản bộ một dạng rời đi bạch hổ này ngay cả tư giả hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế cũng không thể trách diệp oản oản kiếp trước sẽ sợ hãi như vậy bất quá cô cũng là rất lâu sau đó mới biết có lúc lòng người so với dã thú đáng sợ hơn nhiều sau khi bạch hổ rời đi tư giả hàn hướng hứa dịch lạnh liếc một cái chính mình đi lãnh phạt đang ngẩn người hứa dịch nghe vậy vội vàng đáp một tiếng dạ hắn biết, đây đã là kết quả nhẹ nhất rồi. Diệp Oản Oản mới vừa thần xui quỷ khiến nói câu kia, anh đói không, đã cứu tất cả mọi người, cũng như cứu chính bản thân cô. Cái phản ứng này đoán chừng là do cô bị hù dọa đến mức kinh sợ trước đó đi, nếu không tính tình một người làm sao có thể thay đổi lớn từ đầu đến cuối như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 146, điện thoại đêm khuya Đêm khuya, đế đô trong một hội sở xa hoa một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập nhận một cuộc điện thoại xong sắc mặt kịch biến, vội vã chạy ra ngoài. Nam tử tay run run, vội vàng gọi một cú điện thoại, hạ hạ, xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lười biếng thanh thản của thiếu niên, thế nào? Ta mới vừa nhận được tin tức, ngũ thúc của ngươi rơi vào trong tay của tư giả hàn. Thiếu niên nghe vậy khẽ xì một tiếng, sách, thật vô dụng người đàn ông trung niên một bên lau mồ hôi một bên mặt đầy lo lắng mở miệng nói hạ hạ người phải mau một chút nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra a à. thiếu niên giọng khinh thường nói ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người một phế vật huống chi người cho rằng bây giờ đi còn hữu dụng đừng nói nhặt xác sợ là ngay cả cục xương cũng đừng nghĩ thu hồi lại vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ để như vậy cái gì cũng không làm sao dĩ nhiên là không thể để cho hắn dễ chịu như vậy được. Bên trong cẩm viên, hứa dịch lĩnh mệnh đang muốn cùng lưu ảnh thanh lý hiện trường, lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trong mắt hứa dịch liếc nhìn người gọi đến trên điện thoại, sắc mặt nhất thời hoảng hốt, ông chủ, điện thoại của lão phu nhân. Tư giả hàn ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp. Hứa dịch gật đầu, sau đó tiếp điện thoại nói alo, lão phu nhân, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao? đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh rõ ràng không vui của lão phu nhân hứa dịch ngươi để cho tiểu cửu nghe điện thoại ngay bây giờ hứa dịch khẩn trương hướng phương hướng của tư giả hàn nhìn qua tư giả hàn giơ tay lên một cái hứa dịch vội vàng đi tới đem điện thoại di động đưa tới trong tay của tư giả hàn sau đó cùng lưu ảnh bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái trên mặt của hai người tất cả đều là bất an bà nội tiểu cửu cháu tại sao không tự mình nghe điện thoại, cháu hãy thành thật nói cho bà biết, cháu bây giờ đang ở đâu và đang làm gì. Lão Thái Thái hỏi như vậy, rõ ràng cho thấy đã lấy được một vài tin tức gì đó. Hứa dịch cùng lưu ảnh nghe được lời của Lão Thái Thái, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão Thái Thái phản đối nhất chính là chuyện tay chân tương tàn, vạn nhất Lão Thái Thái biết chuyện đêm nay, hậu quả khó mà lường được. Cẩm viên, tư giả hàn trả lời. Bà hỏi cháu, lão ngũ hắn có phải ở trong tay cháu hay không? Lời của lão thái thái chưa nói xong, lúc này, một bên Diệp oản oản gấp gáp mà dò cái đầu đi qua, đối với tư giả hàn mở miệng hỏi, là bà nội đánh tới sao? Lão thái thái đang giận đùng đùng lại nghe được thanh âm của Diệp oản oản, nhất thời sướng sốt, một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng nói, oản oản. Bà nội, là cháu A, Diệp oản oản nghe được bà nội kêu chính mình, theo lễ phép, liền hướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với tư giả hàn mở miệng nói, nhanh để cho em cùng bà nội nói chuyện. Tư giả hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho cô. Lưu ảnh thấy tư giả hàn lại tùy tiện đem cuộc điện thoại trọng yếu như vậy giao cho Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không kịp. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì không nên nói, hắn thật là không dám tưởng tượng. Bà nội, là cháu, cháu là Oản Oản. Diệp Oản Oản cầm được điện thoại di động, lập tức ngọt ngào mở miệng. Nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản, giọng nói của lão thái thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi, "Oản Oản a, cháu đang ở bên tiểu Cửu sao? Cháu không phải là ở trường à?" Diệp Oản Oản có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Cháu có chút nhớ anh ấy nên trở về." Giọng nói của lão thái thái rất vui vẻ yên tâm, lại hỏi, "Cháu cùng tiểu Cửu đang làm cái gì vậy?" Lão thái thái hỏi một câu, trái tim hứa dịch cùng Lưu Ảnh liền nhấc lên một phần rất sợ Diệp Oản Oản nói sai một chữ. Trong con người của Lưu Ảnh đã nổi lên sát ý, tùy thời chuẩn bị nếu như nữ nhân này dám nói bậy bạ, liền lập tức muốn mạng của cô. chương 147, ngu đến mức chỗ sâu ngốc bẩm sinh. Tâm tình của hứa dịch giờ khác này cũng không khá hơn chút nào, nói không khoa trương chút nào, sinh mệnh của tất cả mọi người bọn họ ngay tại thời khắc này đang nằm trong tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dù sao cũng không phải là ông chủ, không có tâm lý tư chất như vậy, coi như cô không đề cập tới một màn mới vừa xảy ra kia thì lấy sự sắc bén của lão thái thái chỉ cần ngữ khí của cô có phân nửa không đúng đều tuyệt đối sẽ phát hiện ra hắn một bên lo lắng một bên hướng tư giả hàn nhìn lại kết quả là thấy ông chủ nhà mình biểu hiện giống như đây chỉ là một cuộc điện thoại từ nhà bình thường không thể bình thường hơn thật là hoàng đế không gấp thái giám vội gần chết ở dưới tầm mắt canh chừng của hứa dịch cùng lưu ảnh diệp oản oản giòn giòn dã dã mà trả lời đang ăn bánh bao cháu tới cửa trường học có một tiệm bánh bao ăn ngon lắm mua mang về ăn rất ngon lão nãi nãi đầu kia điện thoại di động trầm mặc một hồi tựa hồ là đang phán đoán một lát sau rốt cuộc phát ra một tiếng an tâm thở dài tự ái mở miệng nói oản oản thích ăn bánh bao a à. lần sau tới chỗ bà nội bà nội để cho người làm cho cháu đảm bảo so với đồ ăn cháu mua ngon hơn nha diệp oản oản nhất thời mong đợi không dứt cảm ơn bà cháu đây có thể liền tới vào tuần sau hay không a? À. Lão Thái Thái nghe xong, vui vẻ nói, được được được, đương nhiên là có thể, cháu tùy thời đều có thể tới, bà nội trông cháu tới còn không kịp. Lão Thái Thái nói xong, ở trong điện thoại kêu một tiếng, tiểu cửu a. À. Diệp Oản Oản bận rộn trả điện thoại di động lại cho Tư giả Hàn. Nhưng Tư giả Hàn lại không có nhận, chẳng qua là thuận theo tay của Diệp Oản Oản kề sát ống nghe nói, cháu nghe. Tiểu cửu cháu phải đối xử với Oản Oản thật tốt, đừng ủy khuất con gái nhà người ta. Cháu đối với người khác ngày ngày sậm mặt lại rồi coi như xong, đối với bạn gái cũng không thể như vậy, còn có A, Oản Oản tuổi còn nhỏ, chính là đang tuổi trưởng thành, lớp 12 học tập vừa mệt, cháu nhiều chú ý bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Lão thái thái kéo tư giả hàn nói liên miên lãi nhải nửa ngày rốt cục mới cúp điện thoại. Khôi phục an tĩnh bên trong phòng khách, hứa dịch cùng lưu ảnh chờ thở phào nhẹ nhõm. Một trận nguy cơ, dĩ nhiên bởi vì Diệp Oản Oản đánh bậy đánh bạ mà giải trừ. Nếu như không phải là Diệp Oản Oản, coi như ông chủ phủ nhận, lão thái thái trong lòng cũng tuyệt đối vẫn sẽ còn nghi vấn. Diệp Oản Oản này, dưới tình huống như thế mà giọng nói từ đầu tới cuối đều không có chút nào khác thường. Loại tình huống này nếu không phải là tâm lý tư chất cực kỳ đáng sợ thì chính là thật ngu xuẩn. Ngu đến mức ngốc bẩm sinh. Không cần đoán cũng biết, nhất định là ý sau. Sau đó lưu ảnh cùng hứa dịch nhanh chóng đem hiện trường máu tanh quét dọn xong rất nhanh hết thảy khôi phục như thường giống như một màn máu tanh mới vừa rồi chẳng qua là một ảo cảnh thật ra thì diệp oản oản cũng thở phào nhẹ nhóm tối nay ải này cô hẳn là đi qua rồi đi mà còn nhân tiện vì tư dạ hàn đánh một cái che chở lập công đây hứa dịch cùng lưu ảnh rời đi bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người diệp oản oản cùng tư dạ hàn thế nào đột nhiên trở lại Tư giả hàn nhìn lấy nữ hài hỏi. Diệp Oản Oản trả lời, bởi vì bạn cùng phòng em đi hẹn hò, làm hại em cũng muốn gặp anh A. Đúng rồi, em bây giờ có bạn cùng phòng mới, tên là Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nhân cơ hội nhắc nhở tư giả hàn mình bây giờ đã không phải là ở một mình như trước nữa. Lúc trước em cùng Giang Yên Nhiên chính là ở cùng một nhà trọ, nhưng tính cách không hợp nên quan hệ không tốt lắm. Mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện, chúng em bây giờ quan hệ rất tốt. Tư Giả Hàn hẳn là đối với người trước đây có quan hệ không tốt với cô giờ lại thành bạn cũng không quá để ý, nghe vậy cũng không có nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói. Vì vậy Diệp Oản oản nhân cơ hội đem chuyện trầm mộng kỳ làm thất đức cũng đem nói ra, mặc dù mộng kỳ là bằng hữu tốt nhất của em, nhưng chuyện này em cảm thấy cô ấy làm thật là quá đáng, cô ấy tại sao có thể chính mình cướp đi người mà bạn tốt của mình yêu thích chứ? Chương 148, không phải là cho ta Diệp Oản Oản khẩn trương đến mức nói nhăng nói cuội một trận nói xong lại chuyển sang chuyện khác, bầu không khí cũng còn khá, từ đầu tới cuối tư giả hàn đều không nhắc lại chuyện mới vừa xảy ra nữa, cũng không hoài nghi cô tối nay rõ ràng có thái độ dị thường. Đối với những chuyện kia, cô một chữ đều không muốn biết. Biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Cho đến khi nói khô cả họng, Diệp Oản Oản mới dừng lại, a, à, thế nào đều đã chế thế này, em muốn trở về phòng ngủ á, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nam nhân lẳng lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây, một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, đi thôi. Lấy được sự cho phép, Diệp oản oản như được đại xá, tiến tới ở trên gò má của nam nhân hôn một cái, ngay sau đó nói một tiếng, ngủ ngon, liền muốn lên lầu. Kết quả, mới vừa đi ra không được mấy bước, sau lưng lại truyền tới âm thanh hơi trầm xuống của nam nhân, chờ một chút. Diệp oản oản nhất thời sống lưng cứng đờ, theo bản năng siết chặt ngón tay để ở bên người, chậm rãi xoay người lại sao thế nào tư dạ hàn không nói gì mà là hướng cô đưa tay ra diệp oản oản ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tay có khớp xương rõ ràng kia không hiểu đối phương là ý gì cái gì không phải là cho ta sao ánh mắt của nam nhân dừng lại ở trên tay của cô một giây diệp oản oản thuận theo tầm mắt của nam nhân cúi đầu nhìn một cái ngay sau đó liền thấy được cái bánh bao chứa ở bên trong túi ni lông đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó kịp phản ứng lại vội vàng nói ồ ồ là đưa cho anh là đưa cho anh a à. nói xong lập tức chạy bạch 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 tới đem bánh bao đưa cho anh sau đó nhìn chằm chằm cái bánh bao kia nuốt nước miếng một cái còn tưởng rằng anh đã quên cái chuyện này đi rồi cô có thể đem cái bánh bao này xuống mặc dù những thứ bánh bao này vốn chính là chuẩn bị mang cho tư dạ hàn nhưng là một đường đi theo cô lâu như vậy đã có tình cảm a à. nhớ đến thời kỳ trưởng thành lúc ấy lượng cơm ăn của cô càng ngày càng lớn hơn nữa kẻ gian hộ thực anh cô có lần không cẩn thận ăn của cô một túi khoai tây chiên, bị cô đuổi theo ở phía sau đánh mấy con phố. Nam nhân ngước mắt, nhìn về nữ hài phía trước mắt vẻ mặt nhức nhối, thế nào? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái túi sách kia nói, cái đó, có chút nguội mất rồi, anh hâm một chút lại rồi ăn. Ừm, um, thấy cô còn chưa đi, nam nhân mở miệng, còn có việc. Ho khan một tiếng, không, không có, em đi đây. Diệp Oản Oản nói xong sợ mình đổi ý, chạy bạch 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 vội vàng lên lầu. Xíu dít, gặp lại sau bánh bao của ta, ta yêu em a. À. Nam nhân nhìn bóng người nữ hài thật nhanh chui vào phòng, ánh mắt rơi vào bánh bao trên lòng bàn tay, chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trở về phòng, Diệp Oản Oản gửi tin nhắn cho Giang Yên Nhiên nói cho cô ấy biết chính mình buổi tối nay không trở về nhà trọ, để cho cô ấy không cần lo lắng trở lại dạ tiệc quấy giày cô, thật là không tưởng tượng ra hai hài tử thuần tình lần đầu tiên hẹn hò sẽ là tình huống gì a. À? Cười xong tin nhắn, Diệp Oản Oản lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân mùi máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Oản Oản đột nhiên hưng phấn trở mình một cái bỏ dậy, theo trong bọc sách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô, sau đó gión rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên lặng, nàng nhón chân lên đi bằng mũi chân, tầm mắt chậm rãi ở trong mỗi một góc phòng khách tìm kiếm, kết quả tìm nửa ngày cái gì cũng đều không phát hiện ra. Chẳng lẽ lại trở về núi rồi? Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản thất vọng chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên ở trước mặt ghế salon phát hiện một khối thảm lông màu trắng. Là slut, ta đi, người này, đợi ở nơi nào không được, lại muốn nằm trên một cái thảm màu trắng, cái thân trắng như tuyết lông cùng thảm cơ hồ hòa làm một thể, làm hại cô tìm nửa ngày mới phát hiện. Lên xe trước con ngựa chương 1 chương 149, đại bạch đáng yêu như thế. Phát hiện được mục tiêu, ánh mắt của Diệp Oản Oản thoáng cái sáng lên, lập tức ôm lấy thịt khô trong ngực chạy tới. Lúc cô bước xuống cầu thang trong nháy mắt, bạch hổ đang nằm ở trên thảm lỗ tai lập tức run một cái, chợt mở mắt ra, trong mắt màu xanh lam đồng ánh lên sát khí đại thịnh. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú vào thật là có cảm giác giận cả tóc gáy. Cũng may là cô đã trải qua một đời, hiểu rõ bạch hổ này, biết nó mặc dù vô cùng hung tính, nhưng cũng vô cùng hiểu tính người. Buổi tối tư giả hàn đã có chút tiếp xúc với cô, tỏ rõ thái độ cô là người của mình, cho nên cho dù nó hung dữ như thế nào cũng sẽ không đi tổn thương cô. Diệp oản oản trong tầm mắt tàn bạo của bạch hổ từ từ mà mò tới, cô rõ ràng có thể cảm giác được mình đến càng gần, cặp đồng tử của bạch hổ càng có ý công kích và cảnh cáo càng nồng đậm. Diệp oản oản không có áp quá gần, Cách 4 năm bước bước chân đã dừng lại, xé mở một túi thịt heo ra, đưa tay ở bên cạnh nó giơ giơ miếng thịt ra, slatt. "Ăn không? Thịt heo này ăn rất ngon nha." Thời điểm khi cô phất tay, Bạch hổ lập tức thử răng phát ra một tiếng gầm nhẹ nguy hiểm. "Thích, không thích sao?" Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là lại xé ra một túi thịt bò khô, "Thịt bò khô ăn không? Cái này thực sự cực kỳ ngon đấy." "Giống?" Nguyên bản đang bò lổm ngổm Bạch hổ đột nhiên dựng thẳng người, Thân thể nghiêng về trước càng hung ác hướng về phía cô, tê một tiếng. Mặc dù biết nó sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng đối mặt với một hung thú to lớn như vậy, khó tránh khỏi bản năng sợ hãi như người bình thường. Diệp Oản Oản bị dọa sợ đến trái tim nhỏ bé đập mạnh, phu 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 phu, nhưng hiện tại quả là không muốn nghĩ đến buông tha việc này, vì vậy lấy can đảm tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Khi khoảng cách của cô và bạch hổ chỉ có một bước chân, một tiếng, giống, lớn kinh thiên động địa gầm vang dội ở toàn bộ bầu trời cẩm viên. Màng nhĩ của Diệp Oản Oản bi dây một trận ông ông, gắng ngượng đứng vững nhưng vẫn bị dao động mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cô cuối cùng được đích thân mình lãnh hội cái gì là đất rung núi chuyển. Rất nhanh, cửa chính phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, hứa dịch vội vã chạy tới, chuyện gì xảy ra. Trên lầu cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân, tư dạ hàn hơi nhíu mày mà hướng phòng khách nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Hoàn Hoàn đang đặt mông ngã ngồi tại trước mặt của Bạch Hổ, trung quanh đủ loại túi xanh xanh đỏ đỏ vãi đầy mặt đất mà Bạch Hổ hình như là bị chọc giận, đang ở trong trạng thái bùng nổ. Diệp, Diệp Tiểu Thư, đây là thế nào? Hứa dịch thấy một màn như vậy, thật là như gặp ác mộng. Diệp oản Hoàn hơn nửa đêm không việc gì lại đi chiêu chọc slut làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Tầm mắt của tư giả Hàn cũng hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn tới. Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt ủy khuất chạy bạch 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 hướng phía tư giả hàn nhào qua tố cáo, đại bạch hung dữ với em ô ô ô ô Hứa dịch, đại bạch là cái quỷ gì vậy? Tư giả hàn nghe vậy, trầm mặc mấy giây, em đang làm gì? Em, em chỉ muốn đem quà vặt cho đại bạch ăn, đại bạch đáng yêu như thế, em muốn cùng nó chơi đùa. Diệp Oản Oản nhìn qua đại bạch hổ vẫn ở chỗ cú thấp gào thét hung mình, nhất thời lại càng ủy khuất trong lòng của của hứa dịch cơ hồ là hỏng mất, đáng yêu là cái quỷ gì vậy? Tư giả hàn nhéo nghi tâm một cái, cách nó xa một chút. Diệp oản oản nhìn đại bạch hổ lông xù đầu một chút, lại nhìn đệm thịt lớn của đại bạch hổ lông xù, thật là thèm thuồng không nói nên lời, thực sự không thể cùng nó chơi đùa sao. Em muốn sờ đầu một cái, nếu không thì móng vuốt cũng được, mấy thứ đó đều không thể được sao. Hứa dịch, Diệp tiểu thư lại còn muốn sờ bạch hổ. Sờ đầu của nó, sờ móng của nó. Hắn đối với nữ nhân trước mắt đã hoàn toàn hết ý kiến. Thật sự là người không biết không sợ a? À. Chương 150, không cách nào phản bác. Không thể, giọng nói của tư giả Hàn không có chút nào vãn hồi. Diệp Oản Oản hiển nhiên không phục, tại sao vậy? Tư giả Hàn mặt không thay đổi sắc hướng nữ hài nhìn một cái, mở miệng nói, dưa xanh hái không ngọt. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái. Cô càng không có cách nào phản bác vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia cô sẽ bị lời của mình tát vào mặt mình. Không sờ thì không sờ. Diệp Oản Oản dùng ánh mắt đại bại hoại nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó thở phì phò chạy đi. Một ngày nào đó cô sẽ đem đại bạch ban thành dưa bở. Cô cũng không tin cô không làm được. Diệp Oản Oản rời đi xong, hứa dịch không yên tâm ho nhẹ một tiếng, cử ra, có muốn hay không cấm chỉ sát về sau không được xuất hiện trong cẩm viên. Vạn nhất nó làm tổn thương Diệp Tiểu Thư. Tư giả dạ hàn như có điều suy nghĩ hướng phương hướng mà nữ hài mới ly khai nhìn một cái, không cần. Thanh Hòa, phía ngoài cửa trường quán thịt nướng, đã là buổi tối, gian hàng như cũ đầy tiếng người huyên náo, một đám nam sinh cao to lực lưỡng vây quanh mãn mãn một bàn lớn đầy thức ăn đang uống rượu nói chuyện phiếm. Lão đại, đừng nóng giận, vì cái loại tiểu bạch kiểm này thật không đáng giá. Trong nhà tiểu bạch kiểm kia dù bây giờ nhìn dạng dỡ, nhưng gần đây kinh doanh địa ốc có chút đình trệ, không chừng ngày nào đó liền phá sản. Với dáng vẻ này của lão đại nhà ta chính là có thể cùng với chính phủ hợp tác trong đại công trình. Thành công thì có lợi nhuận mấy triệu đấy. Đúng thế đúng thế, Giang Yên Nhiên đó là người có ngực lớn nhưng không có đầu óc, có lão đại là nam nhân ưu tú chất lượng như vậy không muốn, lại vừa ý cái loại tiểu bạch kiểm kia. Ta xem thì thấy có lẽ Giang Yên Nhiên 8 phần 10 là dùng cái tiểu bạch kiểm đó khiến lão đại nổi giận mới đúng. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Theo ý kiến của mọi người, trong lòng Tống Tử Hàng lúc đầu nổi giận, nghe đến những lời đó mới hơi chút trấn tĩnh lại một ít. Đang muốn mở miệng, điện thoại di động reo lên, ba của ta gọi điện thoại tới. Ta đi tiếp một chút, các người uống trước đi. Điện thoại của Tống Đồng A, vậy ngươi mau đi đi, mau đi đi lão đại. Tống Tử Hàng cầm điện thoại di động đi tới nơi an tĩnh, giọng nói có chút hưng phấn. Alo, ba, có phải đã có quyết định rồi hay không? Tống cha giọng nói hơi có chút không thích, còn chưa có kết quả gì, 100 triệu của trầm ra còn không có nhập vào tài khoản. Cái gì, còn chưa tới tài khoản sao? Không phải nói buổi sáng sẽ gửi tới sao? Tống tử hàng nhất thời đổi sắc mặt. Trầm ra bên kia nói là vốn đột nhiên xảy ra chút vấn đề, tạm thời quay vòng không có muốn qua mấy ngày nữa mới chuyển tiền được. Trầm ra này cũng quá không đáng tin cậy, mấy tháng trước nói mọi việc đều rất tốt, làm sao có thể tới thời điểm này lại xảy ra vấn đề bọn họ có biết nếu bây giờ nói xảy ra chuyện không may sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn hay không tống tử hàng kích động nói tống cha hiển nhiên cũng rất là bất mãn nghe vậy trầm giọng nói được rồi vấn đề này không lớn chậm nhất là tuần sau vốn cũng có thể vào tài khoản tống cha vừa nói xong dừng lại một chút sau đó hỏi một câu nói gần đây con cùng yên nhiên thế nào tống tử hàng nghe vậy không hiểu sao lại có chút trột dạ tùy ý nói qua loa lấy lệ còn có thể thế nào nữa ạ à? chính là như cũ thôi. Tống cha ở đầu kia điện thoại di động giọng nói có chút nghiêm túc dặn dò, con không bận rộn thì đi thăm nữ hài người ta đi, mua chút quà nhỏ, theo con bé đi dạo phố gì đó, đừng không để ý như vậy. Giọng nói của Tống Tử Hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn, con cũng không phải là người giúp việc của trầm gia, dựa vào cái gì phải nhân nhượng cô ta, dụ dỗ cô ta, còn phải theo ăn theo chơi, lại nói ba à, con cũng đã nói với ba rồi, con đã có người con gái mà con yêu thích rồi, nghịch ngợm, ba đều cùng con đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ còn chưa phải là thời điểm con muốn làm gì thì làm thời điểm nên nhẫn thì phải nhẫn. Chờ tống ra chúng ta lớn mạnh rồi, con nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì còn không phải là theo tâm ý của con sao? Bây giờ chút chuyện nhỏ này đều nhịn không được, về sau con còn có thể làm thành đại sự gì? Nhất là khoảng thời gian này, con nhất định phải đem yên nhiên dỗ được cho ba. Có nghe hay không? Tống tử hàng sậm mặt lại, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, con biết rồi, gần đây phía bên kia của yên nhiên con sẽ dụ dỗ thật tốt. Vậy thì được rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 151, vô sự mà ân cần. Sáng ngày thứ hai, trước khi đến phòng học, Diệp Oản Oản trước tiên về nhà trọ một chuyến. Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa túc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra, Oản Oản, cậu đã trở lại rồi. Giang yên nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của cô đã quen ở một người loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửa để cho Diệp oản oản sửng sốt một chút ừ a à, nhanh nói cho tớ biết một chút tối hôm qua hẹn hò thế nào a à? Diệp oản oản vội vã không gấp mà bắt quái Giang Yên Nhiên trần chờ một chút mở miệng nói tớ nói cho Sở Phong chân tướng cua rơ ngoài việc Diệp oản oản sửng sốt một chút à cây gì nói cho hắn biết cái gì tớ nói với hắn hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của cậu, mà chính tớ ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng muốn ôm lấy hắn dùng hắn làm tống tử hàng giật, tớ không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của tớ, cũng quả thực không có biện pháp lập tức tiếp nhận một đoạn cảm tình khác, chuyện này với hắn không công bằng. Giang yên nhiên trả lời. Được rồi, Diệp oản oản than thở. Lấy tính tình của Giang yên nhiên, cái kết quả này cô nhiều ít cũng đoán được một chút, lúc đầu cô cũng không có hy vọng nào hai người này có thể đến với nhau nhanh như vậy được không sao dù sao thì trước tiên làm bằng hữu đã sở phong là người rất tốt cậu không cần suy nghĩ quá nhiều diệp oản oản an ủi ừ giang yên nhiên gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói đúng rồi tối hôm qua cha tớ gọi điện thoại cho tớ lấy lý do nói vốn xảy ra vấn đề không có chuyển tiền cho tống ra đồng thời cũng đã trong bóng tối rút vốn từ một vài hợp đồng khác bên kia cũng không có chút hoài nghi nào. Diệp Oản Oản cười một tiếng, Giang Thúc Thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề, cậu hãy yên tâm. Đi thôi, đi xuống ăn cơm. Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách vở sau đó đi xuống lầu. Đang chuẩn bị cùng nhau đi đến phòng ăn ăn cơm, không khéo lại đụng phải một người làm người ta phát ngán. Tống tử hàng trong tay sách sữa đậu nành, sủi cảo hấp, không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người, gương mặt tuấn tú bên hiện lên nụ cười rõ ràng không quá tình nguyện, nhìn thấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói, Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi nè, em không phải là thích nhất là sữa đậu nành cùng sủi cảo hấp sao. Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày, sách, vô sự mà ân cần. Tám phần mười là tống ra bên kia không an lòng, cho nên nhắc nhở qua tống tử hàng đi. Lúc này mới nhớ tới nhắc nhở không khỏi cũng quá muộn, thấy vẻ mặt tống tử hàng ôn nhu cực ít, Giang yên nhiên nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng rất nhanh mặt liền lạnh đi, tôi cũng không thích, sữa đậu nành nhà kia quá tinh, sủi cảo hấp cũng không tiện ăn, đây là đồ mà trầm mộng kỳ yêu thích. Sắc mặt của tống tử hàng nhất thời cứng đờ, ây, ho khan, thật sao? Anh đã mua cho em một lần mà, anh nhớ rõ ràng em nói rất yêu thích ha. Giang yên nhiên trong lòng cười lạnh, đó chỉ là bởi vì hắn hiếm thấy mua cho mình một lần điểm tâm, cô làm sao có thể nói không thích chứ? bây giờ nhớ lại hắn lúc ấy mua rất nhiều thứ còn dặn dò cô phân cho người cùng nhà trọ ăn chung cái gì phân cho những người khác rõ ràng chính là cố ý mua cho trầm mộng kỳ đi hai người kia từ sớm cũng đã ám thông khúc khoản vẫn là ở trước mặt cô diễn kịch dù sao thì anh mua cũng mua rồi không ăn nhiều lãng phí a em cứ cầm đi tống tử hàng nói xong muốn đem bữa ăn sáng hướng trong tay cô nhét vào diệp oản oản ở một bên nhìn cũng là hết ý kiến ngay cả lấy lòng đều tặng đồ không có chút thành ý nào như vậy, đem người ta làm chạm thu rác rưởi. Hay hắn cho là, tất cả mọi người đều ngu ngốc giống như hắn. chương 152 Mới vừa rồi từ xa xa thời điểm thấy Tống Tử Hàng, Diệp Oản Oản cũng đã len lén gửi cho Sở Phong một cái tin nhắn ngắn. Có thể nắm lấy cơ hội hay không thì nhìn ngộ tính của chính hắn đi nha. Diệp Oản Oản theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, ngay sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tống Tử Hàng lẩm bẩm Tống đội trưởng, yên nhiên đã nói hết rồi cô ấy không thích, tại sao anh còn phải buộc cô ấy ăn À? cô ấy cũng không phải là thùng rác. Tống tử hàng nghe xong một chút, nhất thời mặt đen lại, sắc mặt âm vụ hướng Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn sang, cái gì mà thùng rác chứ, đồ xấu xí, cô đừng ở chỗ này khích bác ly rán, tôi chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Tống tử hàng không để ý tới Diệp Oản Oản nữa, cô nén tức giận tiếp tục dụ dỗ nói, yên nhiên, chuyện lúc trước anh biết là anh làm hơi quá phận một chút nhưng nếu như không phải là chuyện của em làm hại mộng kỳ trước anh cũng sẽ không xảy ra hạ sách đó lúc ấy nếu anh không ra mặt giải vây cho mộng kỳ cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích em và mộng kỳ quan hệ tốt như vậy chẳng lẽ em nhẫn tâm sao giang yên nhiên cho là mình sẽ đau lòng nhưng khi nghe được những lời này cũng chỉ còn lại sự chết lặng cười nhạt một cái nói cho nên anh nhẫn tâm để cho em bị hiểu lầm cùng đả kích thật sao Tống tử hàng cho tới bây giờ đều không đem giang yên nhiên đặt ở trong lòng, nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn đối với cô khá một chút, nói lời mềm mỏng với cô, cô tuyệt đối sẽ bảo ba ba cô ấy trở lại, cảm kích rơi nước mắt, nào biết giang yên nhiên lại sẽ không nể mặt hắn như vậy. Vì vậy tống tử hàng dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh sách lấy túi ni lông trong tay, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tải thượng lại không kiên nhẫn, yên nhiên, bạn trên mạng nói những thứ kia là điều anh cũng không thể nào đoán trước được lại nói bọn họ nhiều lắm chỉ là nói em mấy câu thôi đối với em lại không tạo được tính chất tổn thương thực tế nào em chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phải cùng anh tuyệt giao sao anh mặc dù không cẩn thận nhớ lộn sở thích của em nhưng anh thật tâm nói xin lỗi với em mà trong miệng nói là thật lòng nhưng thanh âm lời nói này lại không hề có một chữ nào thể hiện sự thật lòng tống tử hằng còn làm bộ làm tịch diễn thuyết đột nhiên một cái bóng tựa như một trận gió vào tới trước mặt bọn họ chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ kho người thở hồng hộc yên yên nhiên sở phong giang yên nhiên có chút kinh ngạc nhìn sở phong quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt anh làm sao vậy anh không sao không việc gì anh mua cho em bữa ăn sáng nhưng mà anh lại không biết em thích ăn cái gì cho nên mỗi thứ cũng mua một chút chỉ thấy sở phong ngay cả tay để lau mồ hôi cũng không có trong tay bao lớn bao nhỏ thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy mọi thứ, thật là không khỏi quá khoa trương. Người không biết còn tưởng rằng hắn là người giao thức ăn nữa chứ. Xem gói hàng, Sở Phong mua cũng là thơm ngon, tràn đầy lầu bữa ăn sáng, nhưng lại cơ hồ đem thơm ngon, tràn đầy lầu trong menu có tất cả đều mang tới. So sánh Sở Phong cái này đuổi theo cô em số lượng và thành ý, tống từ hàng một ly kia sữa đậu nành một hộp sủi cảo hấp thật là mộc mạc được phải không thể nhìn a? À. Quả nhiên. Tống Tử Hàng vừa nhìn thấy Sở Phong liền đổi sắc mặt, lại nhìn một cái hắn vật trong tay, càng là sắc mặt đen như đáy nồi. Giang Yên Nhiên ngẩn người, nhưng cái này cũng quá nhiều, ta làm sao có thể ăn thế nào nhiều. Sở Phong lập tức nói, ngươi chọn lựa ngươi thích ăn lấy đi là được. Đây chẳng phải là rất lãng phí sao? Sẽ không, sẽ không, còn dư lại, ta lấy đi ném cho trong lớp đám kia thằng nhóc, bọn họ được phải sướng chết. Ngươi nhanh chọn đi. Giang yên nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi tràn đầy khẩn trương, cự tuyệt tại trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục vẫn phải không thể nói ra miệng, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi. chương 153, ai cho ngươi quyền đó? Không, không cần cảm ơn, thật ra thì anh chính là rảnh rỗi không có việc gì chỉ tùy tiện mua một chút thôi. Sở phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Oản Oản, chị cũng chọn đi. Tiếng gọi, chị, này thật là trơn chu, miệng của hắn rất ngọt nha. Diệp oản oản hưởng thụ mà ngoắc ngoắc môi, vậy chị đây sẽ không khách khí nữa. Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, hoàn toàn đem tống tử hàng bên cạnh bỏ quên. Tống tử hàng gắt gao bóp lấy túi ni lông trong tay, thật là cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã, mặt đầy âm vụ vẻ giận, giang yên nhiên. Coi như tôi đã nhìn lầm người đi, thật không nhìn ra, cô lại là thứ người như vậy, ở ngay trước mặt tôi thể hiện mối tình thắm thiết, sau lưng lại khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Tôi nghe Mộng Kỳ nói, cô dọn ra ngoài bây giờ lại cùng cái người xấu xí này ở cùng một cái phòng ngủ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mộng Kỳ ưu tú như vậy thiện lương như vậy làm bạn cùng phòng cô không muốn, lại chạy đi lêu lỏng cùng thứ người như vậy, khó trách bây giờ lại trở thành người không biết xấu hổ như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong rất là buồn cười nhíu mày, lại còn nói yên nhiên trêu hoa gẹo nguyệt sợ rằng rất nhanh hắn sẽ biết, rốt cuộc ai mới thật sự là người trêu hoa gẹo nguyệt. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên nhất thời trắng nhợt, cô chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu thích nhiều năm như vậy khi vạch mặt nhau lại sẽ ác độc tới mức này, để cho cô khó mà chịu được, hắn không chỉ làm nhục cô mà còn bêu xấu oản oản. Giang Yên Nhiên giận đến phát run cả người đang muốn mở miệng, nam sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, đưa cô che trở ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Tử Hàng chằm chằm mở miệng nói, loại người vong ân phụ nghĩa cặn bã như người cũng có tư cách nói đến người khác sao. Thành tích của Oản Oản tỷ là số một cả lớp, cấp hạng cũng xa xa ở phía trước, so với người trong miệng người đóa bạch liên hoa ưu tú kia tốt hơn nhiều, trình độ rác rưởi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là người ưu tú. Ai cho cô ta sự tự tin đó vậy? Thời điểm yên nhiên đối xử với người tốt người không quý trọng, đem điều cô ấy làm thật làm thành chuyện đương nhiên, đem sự thật lòng của cô ấy để dưới đất mà dẫm đạp lên, thậm chí chạy đi cấu kết bạn tốt của cô ấy, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước cùng cô ấy, bây giờ lại xem như chuyện đương nhiên trách cứ yên nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho ngươi khi dễ làm nhục, rốt cuộc là ai cho ngươi quyền đó. Nghe Sở Phong nói mấy câu như vậy Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra a, à, tiểu tử này thời điểm đối mặt với Yên Nhiên nói chuyện đều cả lăm nhưng lại còn có một mặt độc mồm độc lưỡi như vậy. Chỉ thấy Tống Tử Hàng bị hắn mắng mặt đều vặn vẹo, ngươi Người cái gì ngươi, người mắt chó đuôi mù cũng không phải những người khác tất cả đều là mù mắt. Người nhà ngay cả sách giày cho yên nhiên đều không có xứng A. À. Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân sao, người ngay cả người cũng đều không xứng làm, xúc sinh không bằng đồ vật. Phốc, Diệp oản oản nghe xong thật là không nhịn được muốn vỗ tay vỗ tay A. À. Sở phong, người tìm chết đi, tống tử hàng rốt cuộc thẹn quá hóa giận, ném đồ trong tay đi nhào tới. Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay buông xuống, cũng nghênh đón, nhưng bởi vì hơi chậm một bước bị một quyền của Tống Tử Hàng đánh vào trên mắt, thân thể lảo đảo mà hướng phía sau thối lui một chút. Giang Yên Nhiên nhất thời kêu lên một tiếng, "Sở Phong." Biểu tình của Diệp Oản Oản ngược lại rất bình tĩnh, trận này thật ra rất đáng giá, hơn nữa vô luận kết quả thắng thua như thế nào thì Sở Phong đều thắng. Bởi vì người mà Giang Yên Nhiên lo lắng chính là Sở Phong không phải là Tống Tử Hàng. Oản Oản làm sao bây giờ? Tống Tử Hàng hắn từ nhỏ đã luyện qua quyền cước, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt a." À? Giang Yên Nhiên lo lắng nói. Tống Tử Hàng ra tay lại ác độc như vậy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, xem tư thế cũng biết quả thật có chút huấn luyện chuyên nghiệp, trong khi nói chuyện Sở Phong đã trúng thêm mấy chiêu. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, mặc dù để cho Yên Nhiên thương tiếc một chút rất tốt, nhưng bị tên rác rưởi Tống Tử Hàng kia đánh thành đầu heo, thật sự là có chút bực bội. Nhưng loại sự tình này các cô là hai cô bé cũng không giúp được a. À. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, đột nhiên phát hiện cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, thời điểm khi cô ngưng thần nhìn hai người bọn họ, nguyên bản động tác của Tống Tử Hàng cực nhanh kia, ở trong mắt cô lại thật giống như đột nhiên biến thành động tác chậm, cô thậm chí có thể dựa vào bản năng phán đoán được Tống Tử Hàng một giây kế tiếp có thể đả kích Sở Phong ở vị trí nào, cũng như vị trí nhược điểm của Tống Tử Hàng. Chương 154, người Quả yếu. Diệp Oản Oản chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã bật thốt lên, sở phong, tránh đi. Hướng bên phải. Sở phong sừng sốt một chút, nhưng cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng qua bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh được một quyền khí thế hung mãnh của Tống Tử Hàng. Tấn công phía sườn trái của hắn, Diệp Oản Oản theo sát mở miệng. Tống Tử Hàng phòng thủ không kịp, sườn trái để lộ một khoảng trống nhất thời bị một quyền của sở phong đập ở xương sườn bên trái, thống khổ khom người xuống. Tống Tử Hàng mới ngồi dậy chuẩn bị đánh vào bụng của Sở Phong, kết quả lại bị Diệp Oản Oản một bên nhắc nhở, cẩn thận bụng. Mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh Sở Phong đã hoàn toàn thành Thượng Phong, bất kể Tống Tử Hàng làm gì đều sẽ bị hắn né tránh được sau đó đánh trả trở lại. Tống Tử Hàng mặt đầy vết thương thở hổn hển, nhưng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản như là hận không thể đem cô ăn đi. Sở Phong, rốt cuộc là ai không xứng đáng làm nam nhân? người một người đàn ông đánh nhau lại còn phải dựa vào nữ nhân. Bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt vô tội lầu bầu nói, a à, người ta là một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho anh bị đánh như thành đầu heo, tống đội trưởng, anh cũng không phải yếu quá như vậy chứ. Ngươi, tống tử hàng giận đến gần chết. Quả thật là gặp quỷ, cái Diệp Oản Oản này thật sự là thật là quá quỷ dị đi, nếu là một lần hai lần thì coi như xong đi, nhưng cô ta lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn trong một giây kế tiếp có thể ra chiêu nào chẳng lẽ diệp oản oản cũng là người luyện võ cô ta là một nữ nhân điều này làm sao có thể a à? huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn mời vị sư phó tại trên quốc tế kia cho hắn cũng là người có danh tiếng hắn coi như chỉ học được chút gia lông cũng đủ dùng để đối phó với một vài người lúc này trên đường học sinh đã dần dần nhiều lên tống tử hàng sợ tiếp tục dây dưa tiếp sẽ mất thể diện ngay trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái, sau đó quay đầu đi, Giang yên nhiên, cô nhất định sẽ hối hận. Tống tử hàng tức giận bỏ đi sở phong tiện tay lau khóe miệng đang chảy máu một cái, hưng phấn không thôi mà đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, Oản Oản tỷ, chị thật là lợi hại. Chị làm sao biết đọc tâm thuật thế biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì? Giang yên nhiên mắt cũng đầy kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, người đứng xem sáng suốt hơn mà tống tử hàng kỹ thuật rác rưởi như thế các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được như vậy a à? hai người cũng không có suy nghĩ nhiều anh bị chảy máu rồi giang yên nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía nam sinh đối diện khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nói xin lỗi làm hại anh bị liên lụy sở phong gãi đầu một cái lỗ tai hồng hồng làm sao lại liên lụy anh chứ là anh vô dụng không có bảo vệ tốt em bắt đầu từ hôm nay anh phải cố gắng rèn luyện hơn a à. giang yên nhiên không biết nên nói cái gì em cùng anh đi phòng y tế đi sở phong đang theo bản năng mà nói không cần làm phiền kết quả là đối mặt với ánh mắt nhắc nhở của người đối diện diệp oản oản vì vậy nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở vào chuyển đề tài nói vậy vậy thì làm phiền em giang yên nhiên nhìn về phía diệp oản oản nói oản oản cậu đi ăn cơm trước đi tớ theo sở phong đi tới phòng y tế đã diệp oản oản vội vàng khoát tay nói mau đi 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 thôi giang yên nhiên cùng sở phong rời đi sau diệp oản oản đứng tại chỗ thu liếm thần sắc lâm vào trầm tư mới vừa rồi là tình huống gì a à? cô thường xuyên xem trong tivi những cao thủ khi đạt tới cảnh giới nhất định nào đó có thể nhìn thấu chiêu thức của đối phương là chuyện rất bình thường người bình thường thoạt nhìn có thể thấy động tác đó rất nhanh nhưng ở trong mắt bọn họ thì lại thành động tác chậm đối với bọn họ mà nói cái này rất giống với một cộng một bằng hai là một loại bản năng. Nhưng điều cô không nghĩ ra là loại bản năng này tại sao lại xuất hiện ở trên người cô chứ? mươi 155, dĩ nhiên lựa chọn tha thứ cho cô ấy. Thật ra thì theo lý thuyết, loại bản năng này cũng không nên xuất hiện ở trên người của cô. Tiếp trước của cô, mặc dù cha vì để cho cô có chút kỹ năng phòng thân nên cũng cố ý mời sư phụ dạy qua cho cô, nhưng cô bất quá cũng chỉ học được trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà thôi nhưng cô phát hiện vô luận là luyện võ hay là cái kỹ thuật gì khác, thậm chí dù là kỹ năng đối với người thường rất lạ rất khó nhưng cô hình như có sức lĩnh ngộ siêu cường học cái gì cũng rất nhanh. Giống như những thứ đó vốn chính là tồn tại ở trong đầu của cô, cô không cần phải đi học tập, chẳng qua là đem những thứ nguyên bản vốn thuộc về trí nhớ của cô điều ra mà thôi. Tiếp trước, vì né muốn tránh né từ dạ hàn, cô che giấu không chỉ là tướng mạo của mình còn có hết thảy những kỹ năng mà cô biết, hết thảy chỉ bày ra một mặt dai góc không ưa. Mà đời này, cô đương nhiên sẽ không lại ngu như vậy, rõ ràng trong tay có đau nhưng lại làm cho mình cùng bên người thân luân lạc tới cái loại kết quả bi thảm này. Sau khi tan học, Diệp Oản Oản mới ra cửa phòng học liền thấy Trầm Mộng Kỳ đang ân cần đứng ở cửa đợi cô. Xem bộ dáng là phát hiện ra cô gần đây đột nhiên cùng Giang Yên Nhiên gần gũi với nhau nên bắt đầu nóng này. Oản Oản, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình đi tới khoác lên cánh tay của cô, Buổi tối chúng ta cùng đi ăn thịt nướng được chứ? Diệp Oản Oản một bộ dạng bình thường không có chút nào khác biệt nói, "Được a." À. Trầm Mộng Kỳ vừa đi, một bên thử thăm dò mở miệng hỏi, "Oản Oản, nghe nói cậu bây giờ cùng Yên Nhiên ở chung một chỗ." Với tính tình của Yên Nhiên khẳng định rất khó sống chung phải không? "Cậu có muốn chuyển tới bên phòng tớ hay không? Coi như cũng không tồi, tớ lười đưa đến dọn đi." Diệp Oản Oản thờ ơ trả lời, Trầm mộng kỳ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng nói, cái đó, yên nhiên có phải hay không nói cho cậu chuyện của tớ. Hoàn hoàn, cậu là hiểu rõ tớ nhất, chuyện của yên nhiên tớ thật sự là không phải cố ý, tống tử hàng hắn một mực quấn tớ không thả, tớ cũng không có cách nào vì sợ yên nhiên thương tâm, tớ đã rất cố gắng đang giấu giếm chuyện này, ai biết cuối cùng vẫn là để cho yên nhiên thương tâm, hơn nữa còn hiểu lầm tớ. Hoàn hoàn, cậu nhất định sẽ hiểu tớ có đúng hay không? Nếu là chính mình của quá khứ, Cô dĩ nhiên sẽ hiểu, đừng nói hiểu, coi như là chứng cứ sắp xếp ở trước mắt, chỉ sợ cô cũng lựa chọn tin tưởng Trầm Mộng Kỳ. Diệp Oản Oản đầu tiên là nhíu mày một cái, dường như suy nghĩ trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn gật đầu, một bộ biểu tình bị thuyết phục bị tẩy não mở miệng nói, "Mộng Kỳ, tớ đương nhiên hiểu, cậu đẹp mắt như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích cậu cũng là việc khó tránh khỏi a. À. Cái này tại sao có thể trách cậu đây?" Trầm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, đáy mắt che giấu một tia giễu cợt, làm hại cô ta còn khẩn trương một chút, Diệp Oản Oản đứa ngu này, quả nhiên vẫn là não tàn dễ lừa gạt như thế. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên màn hình hiển thị tên của một học đệ lớp 11, một trong những người cuồng nhiệt theo đuổi Trầm Mộng Kỳ, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng so sánh cùng Tống Tử Hàng dĩ nhiên là không cách nào sánh được người tương tự như vậy bị trầm mộng kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo cô biết có mấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, trong con người thoáng qua một tia ý vị sâu xa. Alo, trầm mộng kỳ cũng không tị hiểm có mặt Diệp Oản Oản, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thứ bảy sao, sợ rằng không được, tớ muốn học thêm, chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không? Trầm mộng kỳ dùng thanh âm vô cùng ôn nhu khéo léo từ chối đối phương. Cô ta bây giờ muốn dồn tinh lực chủ yếu của mình trên người Tống Tử Hàng, còn mấy cái vỏ xe phòng hờ số 1 số 2 số 3 bên kia dĩ nhiên là phải đứng sang bên cạnh. Trầm mộng kỳ cúp điện thoại xong nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng nói, thật ra tớ thật không nghĩ tới, yên nhiên cô ấy bình thường thoạt nhìn yêu Tống Tử Hàng như thế, lại vừa quay đầu liền cùng với Sở Phong ở chung một chỗ, chắc đại khái là bởi vì gia thế của Sở Phong không tệ. Xem bộ dạng như vậy, cô ta không chỉ muốn tẩy não cho mình còn chuẩn bị trước mặt cô bôi đen Giang Yên Nhiên, ám chỉ Giang Yên Nhiên dối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú. Nhưng mà trên thực tế lấy loại tính tình khôn khéo của Trầm Mộng Kỳ, căn bản giống như những người khác rõ ràng cho là trong nhà sở phong chẳng qua chỉ là dạng dỡ trong chốc lát, bởi vì kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Thứ người như vậy, cô dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách vở cất đi. Mới vừa đi tới cửa túc xá nữ sinh, đột nhiên phát hiện trước cửa có một đám người vây quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 156, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Những người đó nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng ánh nhìn về phía cô ta ánh mắt vô cùng hâm mộ, cao giọng trêu ghẹo nói, "Đến rồi, đến rồi. Trầm Mộng Kỳ đến rồi." Đến gần một chút, Diệp Oản Oản nhìn thấy, bên dưới nhà trọ nữ sinh một vòng nến lớn hình trái tim, trung gian dùng nến ghép lại ra tên họ viết tắt của Trầm Mộng Kỳ, còn đem hoa hồng chung quanh bày ra một mảnh biển hoa. Mà Tống Tử Hàng bóng người anh Tuấn cao lớn đứng ở nơi đó, trong ngực ôm một bó hoa hồng đỏ cao cỡ nửa người, đang vô cùng nặng tình mà hướng phương hướng của Trầm Mộng Kỳ ngưng mắt nhìn. Trầm Mộng Kỳ thấy vậy phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc bị hoảng sợ. Tiểu bạch thỏ bình thường luống cuống lại có vẻ mặt mắc cỡ đủ để làm cho tất cả mọi nam nhân khác tim đập thình thịch mọi người vây xem bên dưới tống tử hàng ôm lấy hoa sải bước mà đi tới trước mặt trầm mộng kỳ mộng kỳ mong em tha thứ cho anh vì đã mạo muội nhưng có mấy lời cùng chúc tâm ý anh đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa anh thích em thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em thật sâu đậm vì em mà mê muội anh thích em là người đơn thuần hiền lành ngây thơ hết thảy của em anh đều thích anh biết em chính là người mà anh mong muốn chính là mệnh chung chú định của anh chính là người mà anh phải gần nhau cả đời Tống Tử Hàng bày tỏ nhất thời làm cho chung quanh tất cả mọi người đều kích động cùng hâm mộ không ngừng có tiếng thét chói tai. A, à, 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 quá lãng mạn quá thâm tình đi. Tống đội trưởng thật là đẹp trai, nếu là có người như vậy đuổi theo ta, đời ta cũng đáng giá. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn đi. Diệp Oản Oản nhìn lấy những thứ kia cây nến hoa hồng đỏ, không nói gì mà lườm một cái, đối với cô mà nói, loại phương pháp tỏ tình này đều đã giả cỗi cổ hũ bất quá vào lúc này phỏng trừng vẫn tương đối mới lạ đi. Tống tử hàng này thật đúng là không để cho cô thất vọng A, à, thật nhanh muốn chết trên đường nên chạy như điên A. À. Tống ra cố ý để hắn đi chào hỏi, để hắn đi trấn an Giang Yên Nhiên, kết quả hắn ngược lại làm rất tốt bởi vì buổi sáng bị Giang Yên Nhiên làm cho mặt mũi bị mất đi, lòng tự ái bị nhục, vì mục đích trả thù, liền trực tiếp giống chống khua chiêng mà làm một buổi tỏ tình long trọng cho Trầm Mộng Kỳ. Vào lúc này, diệp oản oản phía xa xa nhìn thấy giang yên nhiên cũng ở trong đám người người chung quanh đối diện cô ấy chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn lấy nét mặt của yêu nhiên phần lớn đều là những người cười trên nỗi đau của người khác cùng một vài sự đồng cảm ai giang yên nhiên cũng là thật xui xẻo rõ ràng là cô ấy thích tống tử hàng trước đấy đúng vậy sở phong mặc dù cũng không tệ nhưng sở ra gần đây nhiều cục diện rối rắm như vậy phỏng chừng cũng sắp chấm dứt đi có chỗ nào giống như tống ra Gần đây tất cả trang bìa kinh tế đều là tin tức của Tống gia, Bất quá cũng không thể trách Tống Tử Hàng chọn Trầm Mộng Kỳ A, đầu năm nay cô gái giống như Trầm Mộng Kỳ đơn thuần thiện lương quả thật không nhiều lắm. Vốn là Diệp Oản Oản còn có chút lo lắng phản ứng của Giang Yên Nhiên, bất quá, tâm trạng trong lòng Giang Yên Nhiên cùng tư chất so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái, không có hứng thú nhìn Tống Tử Hàng biểu diễn, không thèm để ý chút nào trực tiếp lưng quay về nhà trọ mà bên người cô trầm mộng kỳ ở chung quanh không ngừng có người có ánh mắt hâm mộ nhìn tống tử hàng tỏ tình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy e lệ, làm cho người ta nghĩ muốn lập tức kéo vào trong ngực thương yêu thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của trầm mộng kỳ e lệ như hoa, sắc mặt tống tử hàng lúc ban ngày bị đả kích ở chỗ giang yên nhiên nhất thời toàn bộ biến mất tan thành mây khói, ánh mắt xéo qua nhìn thấy bóng lưng giang yên nhiên rời đi, càng là cho lại yên nhiên đã thương tâm ảm đạm rời đi. Tống Tử Hàng lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, kích động tiếp tục tỏ tình nói: "Mộng Kỳ, ở chung với anh đi, cho anh cơ hội chiếu cố em, cho anh cơ hội bảo vệ em, cho anh cơ hội để cho em hạnh phúc." Cơ hội tốt như vậy để nắm chặt Tống Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng lấy lòng giả của cô ta, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay trước mọi người đáp ứng trực tiếp như vậy, cô ta từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt thẹn thùng. Giả bộ chối từ mà nhận lấy hoa của Tống Tử Hàng nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, đỏ mặt trốn vào lầu ký túc xã. Phản ứng như vậy trong mắt Tống Tử Hàng cùng những người khác có thể cho là cô ta đã đón nhận lời tỏ tình, nhưng sau chuyện này cô ta nghĩ muốn trở mặt hoặc là trần an những vỏ xe, phòng hờ kia cũng hoàn toàn có thể có giải thích được. Diệp Hoàn Hoàn tâm tình rất tốt mà nhìn Tống Tử Hàng đang muốn chết kia, trong lòng âm thầm tính toán thời gian một chút, giang thúc thúc bên kia, cũng nhanh thôi mà cô cũng nên chuẩn bị đến thời điểm đó đi là vừa a, à, chương 157, thu hồi tổn thất. Sau đó trong vòng một tuần lễ, Tống Tử Hàng hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, cùng trầm mộng kỳ thân mật với nhau. Diệp Oản Oản bên này dùng bộ dạng ung dung thản nhiên vừa chú ý động tĩnh phía bên Giang gia vừa âm thầm thu thập tin tức cùng chờ cơ hội. Lần trước đối với Tư Hạ thả ra đại chiêu nên liên tục trong thời gian một tuần lễ này tên kia này đều ngoan ngoãn không dám đến trêu chọc cô, thời điểm tập luyện diễn kịch cũng là quy quy củ củ. Sau vài ngày yên tĩnh, tin tức mà Diệp Oản Oản chờ mong rốt cuộc đã tới. Hôm nay chính là thời gian chính phủ công khai cạnh tranh. Buổi tối mới vừa trở về nhà trọ, Giang Ba liền gọi điện thoại tới. Con mắt Diệp Oản Oản vội vàng lóe sáng lấp lánh thúc giục Giang Yên Nhiên, nhanh tiếp đi a. À. Giang Yên Nhiên gật đầu, trực tiếp mở loa ngoài, alo, ba à, con là Yên Nhiên đây. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh từ ái của Giang Ba, ừ, Yên Nhiên, ba gọi điện thoại đến là muốn nói cho con một tin tốt, hôm nay cạnh tranh rất thuận lợi, công trình đã được Giang ra chúng ta lấy rồi. Mặc dù là kết quả trong dữ liệu nhưng Diệp Oản Oản vẫn đủ kích động. Đang vui vẻ, liền nghe được Giang Ba tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, ba đã ngay trước mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước của con cùng tống ra cũng là nhờ có vị bằng hiếu kia của con nhắc nhở cũng còn may là phát hiện kịp thời trước khi bứt dây động rừng ba đã đem các hạng mục vốn khác âm thầm rút lui trở lại giải trừ không ít thương vụ đã từng hợp tác cùng lui tới trước đây với mức độ lớn nhất mà cứu vãn tổn thất quan trọng nhất là cái đại công trình đó cũng kéo vào trong tay giang ra nhà mình cho nên tính thế nào cũng là kiếm lời nha đúng rồi Vị bằng hữu kia của con có ở đây không? Cậu ấy đang ở bên cạnh con ạ." À. Giang Yên Nhiên đem điện thoại di động đưa tới trong tay Diệp Oản Oản. "Bác Giang, cháu đây ạ." À. "Oản Oản, có rảnh thì tới nhà bác ăn cơm, bác lần này thiếu cháu một cái đại nhân tình, về sau có việc gì cần bác hỗ trợ cháu cứ việc mở miệng nói nhé." "Cảm ơn bác trước ạ." À. "Ai, là bác nên cảm ơn cháu chứ." Cùng lúc đó, trong phòng ăn của trường học Tống Tử Hàng đối với chuyện mới vừa phát sinh không biết gì cả, vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc theo Trầm Mộng Kỳ cùng nhau đi ăn tối. Mấy ngày nay hai người họ cùng vào cùng ra, y hệt như một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương cháy bỏng. Hôm nay hai người vẫn còn đang trước sau như một mà giải thức ăn cho chó làm đẹp tình yêu của mình. Tử Hàng, hôm nay chính là thời gian nhà anh tham dự cạnh tranh công trình của chính phủ đúng chứ? Cũng không biết kết quả thế nào, Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm thử thăm dò mở miệng hỏi thăm. Vừa nhắc tới cái này, Tống Tử Hàng nhất thời đắc ý vô cùng, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, tối hôm qua anh còn cùng ba anh nói chuyện điện thoại, hết thảy đều đã đút lót được rồi, vốn cũng khẳng định đủ dùng, tuyệt đối không có vấn đề. Trầm mộng kỳ thở phào nhẹ nhỏm nói, vậy thì tốt, vốn là em còn lo lắng là mình sẽ làm liên lụy anh đấy, vạn nhất yên nhiên ở trước mặt ba mẹ cô ấy nói cái gì đó. Vẻ mặt Tống Tử Hàng không có sợ hãi mà mở miệng nói, làm sao như vậy được, Mộng kỳ em cũng quá đơn thuần, hai nhà chúng ta nhiều năm hợp tác như vậy, đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, không phải chỉ vì Giang Yên Nhiên một đại tiểu thư thất thường tùy ý nói một câu nói tùy tiện liền có thể tùy tiện phá hư. Em xem Giang gia hiện tại tại dạng dỡ như vậy còn không phải là bởi vì có tống gia chúng ta ở sau lưng giúp đỡ, nếu không đã sớm không chịu đựng nổi, Giang Yên Nhiên ba mẹ cô ta hai người từ trước đều là tại người trong vòng này đã lăn lộn qua không biết nhiều lâu, sau đó đổi nghề giữa chừng, có thể biết làm ăn cái gì chứ. Điều này cũng đúng, quả thật nhờ có nhà các anh, Yên Nhiên cũng quá không biết cảm ơn, lại cùng Sở Phong làm ra loại chuyện đó, không phải cố ý để cho anh khó chịu sao. Trầm Mộng Kỳ một bộ biểu tình cùng duy trì vẻ mặt đầy ngưỡng mộ hướng nam nhân đối diện nhìn qua. Chương 158, lửa giận. Tống Tử Hàng đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà khoe khoang than thở, "Khỏi phải nói nữ nhân kia, cô ta làm sao có thể so với em được." Mộng Kỳ anh là con trai duy nhất của cha ta, sau này anh nhất định là người thừa kế tống ra, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em toàn bộ thứ tốt nhất thế giới. Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ làm vẻ mặt rung động, em mới không thèm để ý những thứ kia, em chỉ cần có thể cùng với anh ở chung một chỗ là đủ rồi. Lúc hai người đang anh nhường em nhịn, điện thoại di động của Tống Tử Hàng vang lên. Nhìn thấy tên người trên điện thoại gọi đến, Tống Tử Hàng nhất thời sắc mặt vui mừng, cha anh gọi tới, nhất định là tới báo tin mừng đấy. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cũng rất là kích động. Alo, ba, Tống Tử Hàng lập tức tiếp điện thoại. Tử Hàng, con bây giờ lập tức trở lại nhà một chuyến cho ba. Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh ngưng trọng của Tống Phụ. Tống Tử Hàng còn đang đắm chìm trong giang sơn Mỹ nhân tất cả như đều trong tay hắn, đấy là điều chắc chắn rồi, hoàn toàn không có nghe được ngữ khí của cha mình không đúng, biết rồi, con lập tức trở về. Cúp điện thoại, Tống Tử Hàng mở miệng nói với Trầm Mộng Kỳ, "Mộng Kỳ, cha anh muốn anh trở về một chuyến, đoán chừng là muốn để cho anh đi tham gia tiệc ăn mừng đấy." "Vậy anh mau đi đi." Trầm Mộng Kỳ lộ ra thần sắc mừng rỡ, cô ta quả nhiên không đặt cược nhầm chỗ. Tống Tử Hàng nắm bàn tay thon dài nhỏ của cô ta nói, "Mộng Kỳ, anh sau khi trở về liền cùng ba mẹ anh nói chuyện của chúng ta, chờ lần về nhà kế tiếp, anh liền có thể mang em cùng nhau về nhà." Tống Tử Hàng không kịp chờ đợi lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Ba, chúc mừng A, à, tối nay là không phải là muốn mở tiệc ăn mừng chứ. Tống Tử Hàng hăm hở đẩy cửa đi vào phòng khách. Kết quả, mới vừa vừa bước vào liền bị một cái ly trà nặng nề mà nện ở trên đầu, đồ khốn. Tống Tử Hàng trên chán đau đớn một hồi, tự nhiên bị đập bối rối nói, ba, ba điên rồi sao? Một bên Tống mẹ thấy con trai mình bị đập bể đầu, tim quặn đau, thương yêu không dứt mà cầm lấy khăn đè lại miệng vết thương, lão tống. Có lời gì không thể nói chứ, tại sao phải ra tay nặng ác độc như vậy? Thật tốt nói, bà muốn tôi làm sao có thể thật tốt nói với nó chứ? Tống cha tức đến sắc mặt phồng đỏ. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải là thời gian cạnh tranh sao? Ba làm sao lại nổi giận lớn như vậy, trở lại một cái đánh liền con? Con đến cùng phải con ruột hay không chứ? Tống tử hàng vẻ mặt oán khí, Tống mẹ kiêng kỵ mà một tay bịt miệng con trai mình, không nói cạnh tranh. Vốn là Giang gia bên kia đã đáp ứng nhất định tại thời điểm cạnh tranh đem 100 triệu tới, ai biết được cho đến khi cạnh tranh bắt đầu đều không hội tụ, lại lấy thân phận người cạnh tranh tham dự cạnh tranh theo chúng ta, cuối cùng cái hạng mục đó rơi vào trong tay của Giang gia. Tống tử hàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận không kềm được mà quát, mẹ. Mẹ nói cái gì vậy? Giang gia đây là bội bạc, bọn họ làm sao có thể làm như vậy? cái tờ đơn đó rõ ràng là nhà chúng ta lấy được mà. Tống mẹ sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục mở miệng nói, cái này còn không phải là bết bát nhất, hai nhà chúng ta đã sớm sẽ là thông gia, bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như xong đi, ngược lại sớm hay muộn là người một nhà, giang ra chỉ có một đứa con gái, mọi thứ đó sớm muộn gì tất cả cũng đều là của con A. Nhưng Giang Hải chiều sau khi cạnh tranh kết thúc, lại tại trước mặt của mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước giữa hai nhà chúng ta, còn nói cả đời không qua lại với nhau, tất cả sở hữu hợp tác giữa hai nhà chúng ta cũng trong một đêm toàn bộ bị cắt đứt. Tống Tử Hàng mặt đầy vẻ không cách nào tin được mẹ. Người nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước sao? Giang ra bọn họ nói giải trừ liền giải trừ sao? Họ xem tống ra chúng ta là cái gì? Hết giá trị lợi dụng không ép khô được nữa liền ném đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng mà. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà cho qua được chương 159, hỏi con trai ngoan mà ta sinh ra. Tống mẹ trần chờ quan sát con trai một cái, tử hàng, mẹ hỏi con, những chuyện này con hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra đúng không? Con có phải đã làm chuyện không nên làm hay không? Nghe mẹ mình giọng nói hoài nghi, tống tử hàng nhất thời thốt lên mà nói, mẹ. Mẹ nói điều này là có ý gì? Con làm sao biết được? Con có thể làm gì chứ? Còn ba thì sao? con còn muốn hỏi đây, ba không phải là một mực đều nói khẳng định không có vấn đề gì sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Có phải các người đàm phán không thành rồi hay không? Tống cha nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang ầm ầm, người không biết. Nếu ngươi không biết thì tại sao Giang Hải Triều luôn mồm luôn miệng nói ta về nhà hỏi đứa con trai ngoan mà ta sinh ra? Không phải là ngươi còn có thể là ai? Người có biết hay không vì lần cạnh tranh này mà công ty ném vào bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực, còn đi mượn nợ bên ngoài, tất cả tiền đều được đầu tư vào nhóm máy móc xưởng thiết bị kia, bây giờ kế hoạch không có nữa, những thứ đó tất cả cũng đều trở thành một nhóm sắt vụn. Cái gì, Giang Hải chiều để cho cha về nhà tới hỏi hắn. Nghe đến đó, Tống Tử Hàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, hỏi, hỏi con sao? Tống mẹ vội la lên, đúng a à, Tử Hàng, còn nhanh suy nghĩ thật kỹ một chút rốt cuộc làm cái gì, có lẽ còn có phương pháp thay thế khắc phục A, à, nếu không công ty chúng ta thật muốn xong luôn rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải ngủ ngoài đường. Thật ra thì ban đầu lúc Giang ra đột nhiên chuyển tiền chậm đi, mẹ đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ rồi, bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải chiều hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu cũng đã kín đáo chuẩn bị, nếu không không có khả năng rút lui hạng mục nhanh như vậy, cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy, để cho chúng ta ứng phó không kịp. Mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn trong khoảng thời gian này không có bất kỳ điều gì khác thường, thái độ của Giang Hải Triều đều một mực rất bình thường, hai nhà chúng ta không có bất hòa điều gì, cho nên quả thực không nghĩ ra gia đình bên đó tại sao đột nhiên lại trở mặt. Con tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, khoảng thời gian này con rốt cuộc có làm cái gì không? Tống cha không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận mà trợn mắt nhìn con trai ở đối diện ngày đó ba còn cố ý gọi điện thoại để cho con khoảng thời gian này dỗ yên nhiên thật tốt con có làm theo hay không ba hỏi con con có phải làm cho yên nhiên tức giận rồi hay không tống tử hàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch đối mặt với phụ thân đang trong cơn giận dữ nuốt nước miếng mạnh mẽ tự chấn định lại sau đó không chút do dự phủ nhận nói làm sao có thể cha mẹ còn không biết con sao con lần đó không phải là đã đem Giang Yên Nhiên Thiên Kim Đại Tiểu Thư trở thành công chúa để hầu hạ sao, chỉ có cô ta khi dễ con chứ con làm sao có thể sẽ làm cho cô ta tức giận. Con mấy năm nay làm sao qua được, chẳng lẽ hai người còn không rõ ràng sao? Con thật không nghĩ tới, con đều đã im hơi lặng tiếng tới mức này nhưng Giang Hải chiều lại đối với con lựa ba chọn bốn không hài lòng. Rõ ràng chính là Giang gia bọn họ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván A. Giang Hải chiều từ trước đến giờ đều xem thường nhà chúng ta, sợ là đã sớm nghĩ muốn xé bỏ hôn ước, cho con gái mình trèo cành cao khác. Tống cha ánh mắt sắc bén nhìn chồng chọc con trai rất lâu, thấy hắn lời thề son sắt, giọng nói cũng dị thường khẳng định đã tin thêm vài phần. Tống mẹ nghe một chút, càng hoàn toàn đứng ở bên con trai mình, lão Tống. Bình thường tử hàng đối với yên nhiên như thế nào, chúng ta cũng đều là quá rõ ràng a, à, còn kém không đem cô ta cung phục, làm sao có thể là lỗi của tử hàng. Tống cha tức đến mức cả mặt mày xanh mét, giờ phút này đã hoàn toàn đem hận ý chuyển đến Giang gia, tốt cho một cái Giang Hải Triều. Thật buồn khi ta coi hắn là người một nhà, hắn lại trước mặt một bộ phía sau một bộ dạng khác, còn trả đũa trả đạp con của ta như vậy nữa. Chương 160, làm người ta khiếp sợ không biết xấu hổ. Thấy cha mẹ không có chút nào hoài nghi nữa Tống Tử Hàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là trong ngày thường hắn trước mặt gia trưởng hai nhà mặt ngoài hay công việc hắn cũng không có làm lộ một chút thông tin nào ra ngoài, đừng nói đến ba mẹ hắn, dù là Giang Hải Triều cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì việc gì mà biến thành cơ sự như vậy? Trong chớp mắt, hắn hết thảy đều không có gì nữa, tờ đơn không có, hợp tác hết rồi, dây chuyền sản xuất bị phế đi, công ty còn thiếu nợ lớn ở bên ngoài đối mặt phá sản. Hắn hiểu rất rõ Giang Yên Nhiên Hắn càng tự tin hơn là nữ nhân kia đã sớm bị hắn giữ chắc trong lòng bàn tay, vô luận hắn làm gì, yên nhiên cũng sẽ không có chút nào phản kháng, bởi vì sợ hắn chán ghét, càng không thể nào về nhà tố cáo. Cho dù là hắn ngay trước mọi người bảo vệ mộng kỳ cùng với mộng kỳ tỏ tình thì thế nào, cái này chỉ sẽ để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng thêm trung hủy một lòng mà thôi. Khoảng thời gian này cô yên nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý chạy đi chiêu chọc sở phong. Không phải là muốn kích thích hắn để cho hắn hồi tâm chuyển ý sao? Nhưng hắn không thể nghĩ tới Giang Hải chiều lại trực tiếp đem hôn ước giữa hai nhà giải trừ. Đáng chết, hắn biết rồi, nhất định là vậy nữ nhân Giang Yên Nhiên kia bị ép đến đường cùng, cho nên mới dùng loại phương thức cường ngạnh này muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tống Tử Hàng thử hỏi dò cha, "Ba, bây giờ chúng ta nên làm cái gì à? Tống cha vẻ mặt mệt mỏi nói, "Bây giờ ba cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp." Nếu như Giang gia nguyện ý cho chúng ta đồng thời hợp tác với công trình của chính phủ này, sự tình vẫn còn có khả năng cứu vãn. Có thể nếu Giang Hải Triều thật sự phải làm đến mức tận tuyệt như vậy, bà coi như là liều cho cá chết lưới rách cũng không để cho hắn tốt hơn mình được, bà muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Giang gia bọn họ bội bạc, âm hiểm xảo. Để xem Giang gia bọn họ về sau trong vòng làm ăn này làm sao còn lăn lộn được, làm sao con gái họ còn có thể lập được gia đình. Tống Tử Hàng gấp vội mở miệng nói: "Ba, ba đừng quá xúc động, con về trường học trước một chuyến đã, đi tìm Yên Nhiên nói chuyện một chút, có lẽ sự tình còn có có thể xoay chuyển a." À. Tống mẹ nhìn bộ dáng hiểu chuyện của con trai mình, vẻ mặt thương tiếc nói: "Tử Hàng, thật là ủy khuất cho con rồi." Con trước tiên cứ nhịn một chút, chờ nguy cơ lần này đi qua, việc lần này chúng ta nhất định phải đòi lại gấp bội lần. "Mẹ, người nói đúng, ba từ nhỏ đã dạy con, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn." con dù sao cũng là một phần tử của tống gia, đây đều là việc mà con phải làm. Việc này không nên chậm trễ, con đi trước đây. Sau khi đem cha mẹ làm yên lòng, tống tử hàng hết sức khẩn cấp mà chạy về trường học. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên để ăn mừng chuyện mới biết sau đến tiệm thịt nướng tổ chức liên hoan thì đang trên bãi tập đi tản bộ tiêu cơm. Lúc này, điện thoại di động của Giang Yên Nhiên đột nhiên vang lên. Giang Yên Nhiên mở tin nhắn ra nhìn một cái tống tử hàng hẹn tớ gặp mặt. Diệp Oản Oản nâng khẽ con ngươi vô tình mở miệng nói, vậy thì đi thôi. Dù sao đây cũng là dịp tốt để cho Giang Yên Nhiên hoàn toàn thấy rõ mặt mũi thực của gã cặn bã nam đó, nếu không cô ấy còn tưởng rằng Tống Tử Hàng là một kẻ si tình. Giang Yên Nhiên nhéo một cái ngón tay, sau đó trả lời đối phương một câu, tôi đang ở tại bãi tập. Tớ qua bên kia chờ cậu, Diệp Oản Oản tránh đi một chút, ngồi ở trên khán đài cách đó không xa. Chỉ thấy Tống Tử Hàng đi tới cực kỳ nhanh, cơ hồ là một đường chạy như bay chạy tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, thở hồng hộc mở miệng nói: "Yên Nhiên, anh có lời muốn nói với em." Giang Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn nam nhân trước mắt, giữa chúng ta còn có cái gì để nói sao? Tống Tử Hàng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ một chân trước mặt của Giang Yên Nhiên: "Yên Nhiên, anh sai lầm rồi, cầu xin em tha thứ anh." Tước giờ anh vẫn cho rằng Mộng Kỳ là người anh yêu, nhưng chờ đến khi anh mất đi em, thời điểm chính mắt mình nhìn thấy em cùng đàn ông khác ở chung với nhau, anh mới phát hiện, nguyên lai like người mà anh chân chính yêu thích chính là em. Nhìn Tống Tử Hàng nói lời này ở tư thế quỳ, nói trở mặt liền trở mặt lời kịch, ngay cả Diệp Oản Oản đều kinh ngạc một chút, cũng bị hắn không biết xấu hổ làm chấn kinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 160.